Trên đời này chắc có lẽ không có người phụ nữ nào bất hạnh hơn người phụ nữ này. Đã mắc ung thư giai đoạn cuối rồi lại còn bắt gặp bạn thân và chồng gian gian díu díu mập mờ với nhau. Đôi cẩu nam nữ khốn nạn này, chồng cô không những không cảm thấy xấu hổ mà còn thẳng tay đẩy cô ngã đập đầu vào góc bàn. Đáng lẽ ra người phụ nữ xấu số này sẽ phải đi chầu Diêm Vương, thế nhưng cô lại may mắn được hồi sinh về 10 năm trước khi xảy ra bi kịch. Tiếng chồng gọi cô khiến cô bừng tỉnh. Người phụ nữ đen đủi đủ đường này tên Ji Won. Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của cô như địa ngục trần gian. Ngày cô đứng trên lễ đường, ngày đáng lẽ ra cô phải được hạnh phúc, mẹ chồng lại mắng cô là đồ không được dạy dỗ. Nếu không ai dạy cô nên người thì để mẹ chồng thay mọi người dạy cô. Sau khi kết hôn, cuộc đời cô càng bi đát hơn. Chỉ vì kết hôn đã lâu nhưng chưa có con mà mẹ chồng làm khó cô đủ điều. Một thời gian sau, chồng cô quyết định xin nghỉ việc chỉ để ở nhà chơi cổ phiếu. Mặc dù gia đình hiện đang nợ nần chồng chất nhưng anh ta vẫn giữ nguyên cái thói cứ thích là làm như vậy. Sau khi biết tin, mẹ chồng không những không cấm đoán ngăn cản mà còn ủng hộ con trai hết mình. Bà cho rằng đàn ông con trai phải liều một chút thì mới có thể giàu. Đã vậy, chồng cô còn là một kẻ khéo nịnh. Anh ta hứa sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mang thật nhiều tiền về cho mẹ. Một ngày trời âm u mịt mù, Ji Won phát hiện bản thân bị ung thư. Sau khi biết chuyện, việc đầu tiên mẹ chồng nghĩ tới không phải nên chữa trị cho con dâu như thế nào, mà bà ngồi oán trách con trai vì sao lại kết hôn với loại người như vậy. Còn chồng cô thay vì lo cho vợ thì chỉ nghĩ sau khi cô đi viện ai sẽ là người nấu cơm cho anh ta mỗi ngày. Hai mẹ con nhà này là con gì chứ không phải con người. Con người chắc chắn sẽ không nói những lời thú tính như vậy. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vì lo sợ trong nhà sẽ hết tiền ăn cơm mà mẹ chồng còn bắt Ji Won không được kể chuyện cô đang ốm đau bệnh tật cho người trong công ty. Cô phải đi làm kiếm tiền cho cái nhà này đến khi nào không còn sức đi làm nữa mới được nghỉ. Sau khi nhập viện điều trị, người duy nhất đến thăm Ji Won chỉ có cô bạn thân Su Min. Thấy Su Min đến thăm, Ji Won còn cảm thán bản thân có một cô bạn thân thật tuyệt cả là vời. Ai mà có ngờ gọi nhau hai tiếng bạn thân nhưng lại là thân ai nấy lo. Ji Won không hề hay biết rằng người cô coi là bạn thân đã lén lút vụng trộm với chồng cô từ lâu. Mặc dù không biết cô nàng trà xanh gian gian díu díu mập mờ với chồng mình là ai, nhưng Ji Won biết chồng mình đã ngoại tình. Trong một lần cầm điện thoại, chồng Ji Won vô tình nhìn thấy tin nhắn em nhớ anh. Thế nhưng chỉ một lát sau, chồng cô đã thu hồi tin nhắn đó. Vừa dứt lời thì điện thoại của cô bạn thân reo lên từng hồi. Cô đưa mắt nhìn đôi giày có phần rực rỡ của bạn mình. Đang tâm sự giày tâm sự mỏng thì bác sĩ thông báo đã tới lúc Ji Won phải đi truyền thuốc. Lúc này Su Min vẫn còn thảo mai thảo quả khuyên Ji Won nhất định phải cố gắng giành giật sự sống. Cuộc đời này rất đẹp, cô tuyệt đối không được từ bỏ nó quá sớm. Ai mà có ngờ dây trước còn tỏ ra quan tâm Ji Won mà dây sau Su Min đã vội vội vàng vàng tới tìm chồng bạn thân. Hai người gặp nhau như củi khô gặp lửa lớn. Ngọn lửa tình yêu nhanh chóng đốt cháy cả hai. Trong khi đôi cẩu nam nữ đang ân ái mặn nồng thì Ji Won nhận được thông báo khẩn của bệnh viện. Nếu Ji Won muốn tiếp tục điều trị thì phải đóng viện phí. Thật sự không biết người nhà của cô muốn nộp tiền hay muốn đưa cô về nhà chờ ngày đi chầu Diêm Vương. Ji Won gọi chồng đến cháy cả máy nhưng không một ai thèm nhấc máy. Bởi lẽ chồng cô còn đang bận vui vẻ với bạn thân của cô. Không còn cách nào khác, Ji Won đành cố chịu đựng nỗi đau đang giày vò bản thân lê lết ra khỏi bệnh viện. Cô vừa ra tới cổng bệnh viện thì một chiếc taxi bỗng từ đâu xuất hiện. Sau khi lên xe, Ji Won đã tâm sự với bác tài xế rất nhiều. Cô than phiền về sức khỏe không ổn định và gia đình càng không ổn định của mình. Bác tài xế nói với cô rằng 30 chưa phải là Tết phim hay phải chờ đoạn kết. Cô phải đi đến cuối con đường thì mới thấy được cái kết dành cho bản thân. Vừa dứt lời, bác tài xế đột nhiên đánh lái. Chiếc xe bỗng rẽ vào một đoạn đường lạ hoắc lạ hơ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, Ji Won chưa từng thấy con đường lạ lẫm này. Nó xuất hiện trong cuộc đời Ji Won tình cờ đến bất ngờ. Sau khi đi qua một đường hầm u tối là một con đường đầy hoa. Cuối cùng chiếc xe lại dừng trước cửa nhà Ji Won. Trước khi nói lời chào tạm biệt, bác tài xế trả lại cho Ji Won tiền xe khi nãy. Bác nói hôm nay là ngày cuối cùng bác hành nghề tài xế taxi. Vì vậy bác tặng Ji Won số tiền ít ỏi này, cứ coi như là bố cho con gái chút tiền tiêu vặt. Bác mong Ji Won hãy giữ số tiền này làm kỷ niệm. Bác tin rằng sau khi cầm số tiền này, Ji Won sẽ lập tức khỏe mạnh. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể sống vui sống khỏe để kiếm thật nhiều tiền. Sau này cô nhất định sẽ gặp một người đàn ông sẵn sàng vì cô mà hy sinh tất cả. Cô nhất định sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn bây giờ. Ji Won vừa bước vào nhà đã thấy đôi giày đỏ rực của cô bạn thân. Bước thêm một bước nữa thì nghe thấy đôi cẩu nam nữ đang lên kế hoạch mua bảo hiểm cho mình. Họ đã mua bảo hiểm cho cô nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm siêu to khổng lồ. Nghe vậy Ji Won tức muốn phát điên. Cô tức giận đập cửa xông vào hét lớn muốn tiễn đôi mèo mả gà đồng này đi chầu Diêm Vương. Tôi nhất định phải tố cáo anh vì tội ác của anh. Anh làm như vậy thì khác gì lừa đảo. U là trời, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô nghĩ cô là ai hả? Hôm nay tôi nhất định phải tiễn đôi cẩu nam nữ các người đi chầu Diêm Vương. Nói đoạn Ji Won ngồi bệt xuống sàn trong đau khổ. Tới lúc này rồi mà Su Min vẫn muốn vào vai người tốt. Cô từ từ đi tới trước mặt Ji Won giả vờ thánh thiện nói chuyện đã đến nước này rồi thì Ji Won cố quá cũng chỉ thành quá cố. Dù sao đi chăng nữa thì người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chẳng phải Ji Won cũng sắp ngỏm củ tỏi rồi sao? Chồng cô để không cũng phí chi bằng để bạn thân cô dùng hộ. Đã vậy Su Min còn mặt dày trách Ji Won chỉ biết nghĩ đến bản thân. Thấy cô bạn thân không biết xấu hổ là gì, Ji Won tức muốn phát điên. Ji Won thề rằng dù cô có xuống địa ngục cô cũng phải kéo Su Min đi theo. Nghe vậy chồng cô tức giận chạy ra mắng cô không ra gì. Nếu cô muốn đi chầu Diêm Vương thì tự đi mà đi, chúng tôi không có nhu cầu. Nói đoạn anh ta thẳng tay đẩy cô ngã đập đầu vào thành bàn.
Chỉ một giây trước Ji-won mới bị chính chồng mình đẩy vào chỗ chết, vậy mà một giây sau cô đã được xuyên không về 10 năm trước. Tầm nhìn mơ hồ của cô cũng dần rõ nét hơn. Thấy gã đàn ông đã tự tay tiễn mình đi chầu Diêm Vương ôm mình, Ji-won hốt hoảng hét lớn. Sau đó cô liên tục ném đồ về phía anh ta. Đã vậy cô còn túm tóc chồng ngay trước mặt biết bao đồng nghiệp. Min Hwan đang định đánh trả thì một người đàn ông xuất hiện đẩy anh ra chỗ khác. Anh nhắc cho Ji-won biết nơi này là công ty chứ không phải cái chợ. Nghe vậy Ji-won hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy tay mình không còn những dấu vết tiêm chích chẳng chịt, cô như phát điên chạy tới trước gương. Tới tận lúc này Ji-won vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc hoảng loạn, Ji-won không may làm đổ bình nước sôi. Một lần nữa lại là trưởng phòng ra tay cứu cô một mạng. Vừa ngẩng đầu lên, Ji-won đã thấy cô bạn thân ai nấy lo Su-min của mình. Chỉ trong nháy mắt, Ji-won bỗng nhớ lại những lời nói xấu xa Su-min đã nói trước khi cô xuyên không. Ji-won như phát điên chạy ra bên ngoài. Dù giày bị rơi cô cũng không quan tâm. Trong khi chạy đến tàu điện ngầm, Ji-won không may bị trượt chân. Lần này vẫn là trưởng phòng kịp thời xuất hiện cứu cô. Ji-hyuk cầm theo đôi giày đuổi theo Ji-won. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Ji-won thấy cảnh sắc xung quanh cứ như đang quay ngược dòng thời gian. Mãi cho tới khi cảnh vật xung quanh quay về năm 2013, mọi thứ mới dừng lại. Ji-hyuk không chỉ đưa Ji-won về nhà mà còn đưa cô chút tiền cho cô dùng vì anh biết cô ra ngoài gấp. Sau khi về nhà, Ji-won cảm thấy mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mãi cho tới khi nhìn thấy hạn sử dụng trên đồ ăn trong tủ lạnh, Ji-won mới tin bản thân đã quay về 10 năm trước khi bi kịch xảy ra. Sau khi ăn no, Ji-won bắt đầu hóa giải khúc mắc. Cô biết Ji-hyuk người đã cứu cô 3 lần là người như thế nào. Ji-hyuk vào năm 2021 đã được thăng chức lên làm trưởng bộ phận của Mặc dù hiện tại không ai biết thân phận thực sự của anh, nhưng thực tế anh chính là cháu trai của người sáng lập Ừ. Nghĩ tới đây, Ji-won lấy ra chỗ tiền mà Ji-hyuk đưa. Tuy nhiên cô bỗng phát hiện mình đã đem theo cả tờ tiền mà chú tài xế đưa khi cô còn chưa xuyên không. Hơn nữa trên tờ tiền còn có hình trái tim. Chính bố Ji-won là người đã vẽ hình trái tim này khi ông còn sống. Trong chốc lát, Ji-won đã hiểu ra tất cả. Người giúp cô xuyên không chính là bố của cô. Khi Ji-won hiểu ra chuyện này, tấm hình của tài xế cũng đã bị thay đổi. Đồ treo trong xe cũng biến thành hình chụp chung của hai bố con. Ji-won đang chìm trong đau thương bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Hóa ra là Min Hwan tới tìm cô. Hai người dẫn nhau tới một quán ăn ven đường. Đồng thời cô bạn thân Su-min cũng liên tục nhắn tin hỏi thăm Ji-won đang làm gì. Min Hwan hẹn Ji-won ra đây để hỏi cô tại sao ban ngày lại làm khó mình. Thật ra Min Hwan muốn hỏi Ji-won rằng rốt cuộc tới khi nào hai người mới có thể có con. Đã rất lâu rồi hai người không ngủ cùng nhau. Nghe tới đây Ji-won bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô xuyên không. Khi đó Ji-won cũng tưởng bản thân đã có thai. Thế nhưng sau khi đi khám, bác sĩ lại nói mọi biểu hiện của cô chỉ vì áp lực cuộc sống. Cũng vì vậy mà Ji-won mới bị viêm dạ dày. Thấy bộ dạng thẫn thờ của Ji-won, Min Hwan còn tưởng mình đã nói sai điều gì đó. Anh vội nói bản thân chỉ đang nói đùa. Nếu là trước khi sống lại, Ji-won vẫn còn tin một nửa. Thế nhưng giờ đây cô đã biết bộ mặt thật của Min Hwan. Nghĩ tới đây, Ji-won liền nói ra chuyện mình bị viêm dạ dày chứ không mang thai. Đồng thời Ji-won cũng đề nghị chia tay Min Hwan. Sau khi biết tin Ji-won muốn chia tay, Min Hwan lập tức nổi điên nổi khùng. Em không mang thai sao? Em chỉ bị viêm dạ dày thôi sao? Vậy tại sao em lại nhạy cảm như vậy? Chúng ta đường ai nấy đi đi. Anh không còn chuyện để nói nữa đúng không? Em đã nói xong chưa? Hôm nay khi em nổi điên với anh trong công ty, anh đã cố gắng cảm thông cho em vì nghĩ em đang mang thai. Thế mà đến tối em lại nói muốn chia tay anh. Thả em ra xem nào. Con đàn bà thối tha này. Rốt cuộc tôi đã nói sai cái gì? Tại sao cô lại nổi điên với tôi? Cô có điên không khi nói ra những lời như vậy? Anh mới là kẻ điên đó. Chính anh là người đã đẩy tôi vào chỗ chết, vậy mà giờ đây anh lại không chịu đựng được khi tôi nói chia tay. Anh mau thả tôi ra. Cô dựa vào đâu mà đòi chia tay với tôi? Tôi phải tiễn cô đi về nơi chín suối với ông bà tổ tiên mới được. Cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô dựa vào cái gì. Cô gái này có năng lực dự báo tương lai. Cô biết giây tiếp theo bạn thân sẽ giả vờ đụng vào cô rồi đổ cả một khay đồ ăn lên mặt của cô. Thế nên giây tiếp theo cô đã lật chuyển tình thế. Chúng ta ngồi ở bên đó đi. Chết tiệt, cô gái đã tránh khỏi âm mưu của cô bạn thân một cách hoàn mỹ. Tất cả mọi chuyện là vì cô gái đã xuyên không từ 10 năm trước đến hiện tại. Kiếp trước bởi vì bạn thân và cha nam phản bội mới hại cô mất sớm. Ở kiếp này cô ấy đã có một suy nghĩ to gan, chính là để bạn thân thay mình gả cho tên cha nam. Vậy thì vận mệnh của cô ấy sẽ chuyển đến người bạn thân. Cô đến nhà vệ sinh để rửa tay, đúng lúc nghe thấy nhà vệ sinh ở bên cạnh có người gọi. Sau khi đi lên hỏi thăm biết được hóa ra người ở bên trong đến ngày nhưng lại không mang đồ. Thế nên Ji-won đã mang đồ đến cho cô gái đó. Cô còn dùng áo khoác của mình để che vết bẩn trên quần của đối phương. Đối phương vô cùng biết ơn đối với sự tốt bụng của Ji-won. Sau khi chào hỏi mới biết bọn họ là đồng nghiệp cùng một bộ phận, chỉ là bình thường không có tiếp xúc gì nhiều. Sau đó Ji-won dẫn cô gái cùng đi ăn cơm. Su-min xin lỗi Min Hwan vì trước đó đã làm bẩn áo sơ mi của anh. Sau khi nhìn thấy biểu cảm đáng thương của Su-min thì Min Hwan liền hào phóng bảo cô không cần lo lắng. Ji-won nhớ rất rõ rằng chiếc áo sơ mi trên người của Min Hwan rất đắt. Nhìn thấy hai người kẻ hát người khen hay, trong lòng Ji-won nghĩ rằng quả nhiên hai người đã bắt đầu ma sát ra pháo hoa rồi. Nhưng mà cũng đúng như ý nguyện của Ji-won. Như vậy Ji-won mới có thể thuận lợi thay đổi vận mệnh của mình. Thế nên Ji-won đã mượn cớ muốn đến nhà vệ sinh rồi rời đi để cho hai bọn họ có không gian riêng tư. Trước khi đi, Ji-won còn bảo bạn trai phải chăm sóc cho bạn thân mình thật tốt. Cuối cùng hai người bọn họ cũng dùng xong bữa trưa rồi rời khỏi nhà ăn.
hai người đứng trong thang máy quay trở lại phòng làm việc. Bởi vì trong thang máy có quá nhiều người nên hai người đã bị mọi người ép vào bên trong thang máy. Anh dùng nước hoa mùi gì mà thơm quá vậy? Mà Ji-won ở bên này đi lên sân thượng tìm đồng nghiệp. Ji-won muốn đồng nghiệp giúp mình xem qua phương án kế hoạch. Người quản lý xem xong nói phương án rất tốt. Nhưng Ji-won lại nói với đối phương rằng phương án này hãy giao cho tổ trưởng để tổ trưởng xem lại. Sau đó Ji-won còn nói với quản lý Kim rằng không chỉ có phương án của cô mà còn phương án của rất nhiều đồng nghiệp khác trong công ty đều đã gửi cho tổ trưởng. Thế nhưng tổ trưởng rất bận căn bản không có lịch trình chỉnh sửa. Bởi vì mỗi lần xem phương án ông ta đều làm việc riêng. Quản lý không tin lời Ji-won nói. Ji-won liền nói với quản lý rằng ngày mai mình sẽ đưa phương án này cho tổ trưởng. Án Phương bất động, sau đó cô sẽ gửi lại cho quản lý. Đến lúc đó cô sẽ biết tôi nói có đúng hay không. Kết quả đến sáng hôm sau khi đi làm việc đầu tiên mà Ji-won làm chính là đưa phương án cho tổ trưởng. Tổ trưởng mới xem mấy trang đầu sự thật đã đập thẳng vào mặt quản lý Kim. Cô đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi đúng là cạn lời. Cái này so với cái lần trước cô đưa cho tôi còn thảm hại hơn ấy. Vậy mà tổ trưởng lại không phát hiện ra chuyện phương án vẫn chưa được sửa đổi. Ông chỉ nói rằng nó thảm hại hơn lần trước mà thôi. Thế nên Ji-won đã vội vàng nhặt phương án lên nói là mình đã lấy nhầm. Sau đó Ji-won chạy quay về bàn làm việc lấy ra một bản phương án giống như vậy đưa cho ông ta. Cái gì đây? Sao ông ta có thể không phân biệt được thứ mà ông ta đã từng xem chứ? Kết quả bởi vì một màn náo loạn của Ji-won mà tổ trưởng đã cẩn thận xem lại phương án. Cuối cùng phương án cũng thuận lợi được thông qua. Ji-won cùng quản lý Kim và cô gái cô từng giúp đỡ ở trong phòng trà vui mừng cụng ly chúc mừng. Mà cảnh tượng này trùng hợp đã bị cô bạn thân ở bên cạnh nhìn thấy. Su-min đứng dậy đi đến chỗ của Ji-won lấy đi phương án thiết kế cô để trên bàn. Trong lòng Su-min ngay lập tức có một suy nghĩ rất xấu xa. Buổi tối Su-min hẹn gặp tổ trưởng cùng đi ăn đêm. Su-min lợi dụng lời nói mật ngọt cùng dung mạo xinh xắn của bản thân thành công thuyết phục tổ trưởng để cô hoàn thành phương án của Ji-won. Tôi cùng với cô sẽ hoàn thành dự án này sao? Vâng, tôi thật sự cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái, giống như đang nói chuyện công việc với anh trai mình vậy. Cô ấy vừa nói cái gì cơ? Mình giống như anh trai của cô ấy sao? Chỉ nghe Su-min gọi một tiếng anh mà tổ trưởng đã nghĩ xong tên con của hai người. Bên này Ji-won nhìn thấy đôi bông tai Su-min tặng cô trên bàn làm việc. Su-min còn để lại một bức thư. Đây là đôi bông tai đôi của Su-min và Ji-won. Su-min dặn dò Ji-won nhất định phải đeo nó vào cuối tuần. Sau đó hai người sẽ cùng nhau tới tham gia buổi họp lớp. Nhìn thấy đôi hoa tai trong hộp, Ji-won đột nhiên hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Trước đây Ji-won từng đeo đôi bông tai đó tới tham dự buổi họp lớp. Ai mà có ngờ bạn bè xung quanh lại nhận ra hàng Ji-won đeo là hàng pha kè. Chính vì vậy Ji-won đã bị bạn bè trong lớp chế nhạo một cách tuyệt tình. Lần này có thế nào đi chăng nữa Ji-won cũng sẽ không tham dự buổi họp lớp đáng sợ kia. Sau khi tan làm, Ji-won đi xuống dưới tầng. Vừa mới đến thang máy, Ji-won đã nhận được tin nhắn của cô bạn thân và Min Hwan. Vậy mà cả hai người đều nói muốn tới nhà Ji-won. Vốn dĩ Ji-won đang nghĩ tới đôi cẩu nam nữ này. Đột nhiên trong lòng Ji-won nảy sinh ra một suy nghĩ tuyệt mỹ. Được thôi, dù gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Không cần phải chờ đợi làm gì. Hai người yêu nhau đến muốn sống muốn chết cơ mà. Tôi sẽ giúp hai người nhanh chóng có kết quả. Thế nên Ji-won đã đi đến siêu thị mua một chai rượu có nồng độ mạnh. Sau đó cô quay trở về nhà đặt ở trên bàn. Ai mà có ngờ Su-min lại gửi cho cô một tin nhắn báo cô ta sẽ không tới nữa. Cái gì, tại sao cô ta lại không đến? Em yêu em về rồi sao? Mỹ nữ xinh đẹp này sau khi trọng sinh đã xuất hiện lồng lộn trong bữa tiệc họp lớp. Sự xinh đẹp của cô đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ bạn học. Đã vậy còn khiến cô bạn thân trà xanh phải nhìn đến ngây ngốc. Ji-won à, có chuyện gì vậy? Không phải nói là chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi sao? Không lâu trước Ji-won vì để có thể xinh đẹp xuất hiện trong bữa tiệc họp lớp mà đã thử tất cả những bộ đồ trong tủ quần áo. Ji-won phát hiện bản thân không có một bộ nào xuất sắc. Trong lúc Ji-won đang khổ não thì đồng nghiệp gửi tin nhắn cho cô. Đồng nghiệp hẹn cô ngày mai cùng nhau đi mua sắm. Ji-won đến địa điểm đã hẹn. Khi đi qua một cửa hàng, cô nhìn thấy một đôi bông tai. Đôi bông tai này giống hệt đôi bông tai bản thân tặng cô. Cái gì vậy? Cái này còn lớn hơn so với mình tưởng tượng. Ji-won không ngờ rằng bản thân lại tặng cho mình một món đồ giả. Kang Ji-won, mày đúng là đồ ngốc. Ji-won lại nhớ về kiếp trước. Bên cạnh cô không có một người bạn nào, chỉ có Su-min thường xuyên nói chuyện với cô. Vì để chứng minh hai người là bạn thân, Su-min đã mua một cặp mũ và một cặp kính đôi. Ji-won cảm thấy bản thân không hợp đeo kính cho lắm. Cậu lại không tự tin rồi. Cậu rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Nói xong, Su-min cảm thấy trời quá nóng nên muốn ăn một viên kẹo. Thế nhưng lần trước đã ăn hết mà Ji-won quên chưa mua. Su-min lập tức cảm thấy tức giận. Cái gì vậy, rõ ràng cậu biết tớ thích ăn kẹo nhất mà. Làm sao vậy, Ji-won lại khiến Su-min khóc rồi sao? Min Hwan ơi, Ji-won nói cậu ấy không mang theo kẹo. Rõ ràng là cậu ấy biết em thích ăn kẹo mà. Nếu như cậu có lòng thì sớm đã chuẩn bị rồi. Tớ thật sự rất buồn đó. Sau khi nghe xong, Min Hwan lập tức cốc đầu bạn gái mình rồi lấy từ trong túi một hộp kẹo đã chuẩn bị từ trước. Ji-won còn ngốc nghếch cảm ơn bạn trai. Sau đó còn cam tâm tình nguyện đi phía sau hai người thay bọn họ xách đồ. Xin lỗi chị em lại để chị đợi lâu rồi. Không sao đâu. Cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Nhìn thấy đôi hoa tai giả trong tay Ji-won, cô liền vén tóc rồi chỉ vào tai mình nói đôi bông tai cô đeo mới là hàng thật. Hai người đến một quán ăn uống rượu. Đây là lần đầu tiên mà cô gái trẻ ăn bánh gạo cay. Cô vui mừng không ngừng vỗ tay. Trong lúc nói chuyện, Ji-won đã nhắc đến việc mình đến buổi họp lớp nhưng không được hoan nghênh.
thậm chí còn trở thành trò cười trong mắt mọi người. Cái gì chị bị bạo lực học đường á? Tại sao lại như vậy? Chị cũng không biết. Bỗng một ngày bọn họ đột nhiên ghét chị khiến chị cũng dần khép mình. Càng khép mình chị càng nhiều lỗi. Kết quả người ta càng ghét chị hơn. Cô gái khuyên Ji-won nên dũng cảm một lần. Hãy đi hỏi những người bạn học tại sao lại làm như vậy. Chỉ khi biết được chân tướng mới có thể hóa giải được mâu thuẫn với đối phương. Sau khi nghe xong, Ji-won như được mở mang tầm mắt. Kiếp trước cô trốn trong nhà vệ sinh, nhưng nghe đến đoạn quan trọng thì lại bị mấy người bọn họ phát hiện. Ji-won cảm thấy cô nên nghe tiếp cuộc đối thoại này. Thế nhưng cô lại không có dũng cảm làm như vậy. Nghe xong, cô gái quyết định sẽ giúp Ji-won. Nói xong liền gói mấy chiếc bánh sủi cảo lại để mang về nhà ăn tiếp. Nợ nhân của em, cuối cùng em cũng có thể báo ơn chị rồi. Cô gái dẫn Ji-won đến một cửa hàng cao cấp. Đây là cấp trên mà tôi quý mến nhất. Xin chào, tôi là nhà thiết kế Song Ji-min. Chúng ta cùng vào bên trong nhé. Cô gái kêu Ji-won không cần lo lắng tới chi phí bởi cô có thẻ hội viên ở đây. Cô đã có thẻ hội viên từ rất lâu rồi nhưng không dùng đến. Nghe vậy, nhà thiết kế dành cho cô gái trẻ một ánh mắt biểu thị nhất định sẽ phối hợp. Nhà thiết kế nói thẻ hội viên không thể để quá hạn được. Lúc này Ji-won mới yên tâm cắt đi mái tóc của mình. Cô gái còn mời đến thợ trang điểm hóa thân Ji-won thành một người xinh đẹp. Trải qua một cuộc cải tạo từ đầu đến đuôi, Ji-won mắt ngấn lệ nhìn bản thân trong gương. Ji-won thực sự không dám tin bản thân có thể khác bọt như vậy. Hoàn hảo, rất thích hợp với chị. Chị có thích không? Ji-won quá hài lòng đối với tạo hình này. Sau đó cô gái lại dẫn Ji-won đi thử đồ tại một nhãn hàng nổi tiếng. Sau đi mua sắm mỏi tay, cô còn đưa Ji-won đi mua túi. Cái này thế nào? Quá là cổ hủ rồi. Kiếp trước Su-min đã đeo chiếc túi này. Ji-won nhìn chiếc túi một hồi lâu rồi quyết định mua nó. Chẳng bao lâu sau đã tới buổi họp lớp. Từ sớm Su-min đã đến buổi hẹn. Con nhóc đáng yêu này cậu chẳng thay đổi gì cả. Vừa ngồi xuống, những người bạn học đã bắt đầu huênh hoang về sự nghiệp của mình. Tất cả mọi người đều mang bộ dáng của người thành công. Su-min nói cô được như ngày hôm nay là vì cô may mắn. Ji-won cũng khích lệ cô rất nhiều. Cậu vẫn còn chơi với cô ta à? Ji-won là một nửa của tớ. Cậu đúng là con nhóc quá mềm yếu cho nên mới bị cô ta ngồi lên đầu lên cổ. Không biết giờ cô ta sống như thế nào. Chắc hẳn cuộc sống vẫn rất thảm hại. Chắc hẳn cô ta vẫn bắt chước cậu như ngày nào. Nghe nói chút nữa Ji-won cũng sẽ đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó Su-min còn nói dối rằng dạo gần đây tâm trạng của Ji-won không tốt. U cũng bởi vì Su-min đã rủ Ji-won tới công ty làm việc. Kết quả vừa mới vào công ty không bao lâu, Ji-won đã có tình cảm với Min-hwan. Đối tượng của cậu không phải Park Min-hwan sao? Hai người cùng thích một người à? Không phải, không phải như vậy đâu. Chút nữa Ji-won đến, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này được không? Cậu sợ cái gì? Cô ta lại bắt đầu rồi đó. Bạn học nghe được câu chuyện này đều cảm thấy bất bình thay Su-min. Mọi người thề rằng đợi chút nữa sẽ dạy dỗ Ji-won một trận. Cô gái này vốn muốn để bạn thân mất mặt trong buổi họp lớp, không ngờ rằng đôi hoa tai giả mà cô ta đeo đã bị phát hiện. Cô ngay lập tức trở thành đối tượng làm trò cười. Ji-won toàn thân ăn mặc xinh đẹp đến buổi họp lớp, không những thu hút mắt nhìn của tất cả mọi người còn làm cho bạn thân ngây ngốc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con vịt xấu xí tại sao bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi? Tôi không còn nhớ cậu là ai cho nên đây là lần đầu gặp mặt. Cậu đúng là không biết lễ nghi đấy. Ji-won vừa ngồi xuống đã bị đám bạn học chế nhạo. Mọi người nói Ji-won đeo đôi hoa tai giống của Su-min mà còn dám đến đây. Nhìn hai đôi hoa tai không giống nhau mà. Cái của Ji-won nhìn cao cấp hơn hẳn. Cái này nhìn có chút phức tạp. Nếu không nhầm thì đây là hàng giả đúng không? Cậu làm sao vậy? Su-min à, cậu nên mua hàng thật chứ? Su-min lập tức cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Ji-won ở bên cạnh lại vô cùng vui mừng. Hóa ra tối hôm qua Su-min đã gọi điện thoại cho Ji-won. Mở miệng liền muốn cướp kế hoạch của Ji-won. Tớ có thể thay đổi phương án một chút rồi nộp lên không? Ji-won nhớ lại kiếp trước Su-min đã dựa vào kế hoạch của mình thuận lợi cướp lấy cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Nghĩ đến đây Ji-won liền từ chối ngay lập tức. Tại sao vậy, không phải là cậu bị từ chối rồi sao? Tớ có cảm giác tớ sẽ thành công. Tớ phải trở thành nhân viên chính thức mới được. Chúng ta là chị em tốt mà, giúp đỡ nhau một chút không được sao? Đối mặt với sự đeo bám không ngừng của Su-min, Ji-won vẫn không thay đổi quyết định. Còn nữa, ở công ty cậu cứ gọi trực tiếp tên của tớ thì không hay lắm. Mặc dù chúng ta là bạn nhưng chức vị không giống nhau, kinh nghiệm cũng có khác biệt. Cậu lại bảo tớ đi pha cà phê rồi ra lệnh cho tớ. Mọi chuyện hơi vượt quá giới hạn rồi. Chúng ta hãy công tư phân minh một chút được không? Su-min đang cảm thấy vô cùng tức giận thì Ji-won đã trực tiếp ngắt điện thoại. Kang Ji-won dám đối xử với mình như vậy sao? Vì để báo thù, Ji-won, Su-min lại gửi tin nhắn nhắc cô đừng quên đến buổi họp lớp ngày mai. Được thôi, nếu không để ý một chút cô sẽ quên mất mình trước đây bụ bẫm như thế nào. Được thôi, không biết thì tôi sẽ dạy dỗ cậu lại một lần nữa là được. Ngày mai cậu nhất định phải đeo đôi hoa tai mà tớ tặng đấy. Khi Ji-won chuẩn bị đến bữa tiệc, cô em gái đồng nghiệp đã chú ý đến hộp quà trên mặt đất. Sau khi mở ra, cô nói với Ji-won rằng đây là đồ giả. Người tặng loại quà như vậy chỉ có một ý đồ, đó là làm chị mất mặt. Cô em đồng nghiệp đã đổi đôi hoa tai thật của mình cho Ji-won. Ji-won cũng quyết định trước khi dạy dỗ người khác không bằng dạy bản thân mình trước. Nhìn thấy Su-min ngượng ngùng, tâm trạng của Ji-won tốt hơn nhiều. Sau đó Ji-won đi đến nhà vệ sinh mà kiếp trước cô đã từng ở đó. Cô quyết định ngồi ở bên trong để tìm hiểu rõ tình hình. Rốt cuộc là bạn thân ở sau lưng cô đã nói với những người bạn này về mình như thế nào mới khiến họ ghét mình như vậy. Rất nhanh ba người bọn họ đã đi vào trong. Ji-won nghe thấy cuộc đối thoại giống y như kiếp trước.
Lúc sắp nghe được trọng điểm, đám người đó đột nhiên dừng lại. Chúng ta thấy Kang Ji-won thời cao trung. Đợi một chút đã, làm sao vậy? Kang Ji-won vừa rồi không ngồi trên bàn ăn. Nghe thấy vậy, bọn họ bắt đầu dùng chân đạp cửa. Ji-won không muốn bị bọn họ bắt quả tang như kiếp trước. Cô chủ động từ bên trong đi ra ngoài. Cậu ngồi ở đây mà sao lại giả vờ như không có ở đây vậy? Là tôi vào đây trước. Nghe thấy các người vào đây còn phải ra ngoài tiếp đón các người sao? Ji-won chỉ cười mỉm bảo bọn họ tiếp tục nói về vấn đề vừa rồi. Cô thật sự rất tò mò thời cao trung mình đã làm cái gì với Su-min. Cậu thật sự không biết sao? Chỉ cần là đồ của Su-min thì cậu sẽ cố gắng có được. Cậu luôn bắt chước Su-min. Chẳng phải đôi hoa tai này cũng là học theo Su-min hay sao? Ji-won lấy ra đôi hoa tai mà bạn thân tặng cho mình rồi nói nó là đồ giả. Đôi bông tai cô đang đeo mới là hàng thật. Đôi hoa tai này là do cô tự mua. Tôi còn cướp gì của Su-min nhỉ? Chính là đàn ông. Ba cô bạn học hỏi Ji-won rằng có phải đối tượng yêu đương của cô hiện tại là Min-hwan hay không. Thế nhưng rõ ràng Min-hwan là người Su-min thích. Còn cả chuyện Su-min và Eun-ho hẹn hò nữa. Bọn họ cho rằng Ji-won chính là người đã khuyên hai người họ chia tay sau khi biết chuyện bọn họ đang hẹn hò. Sau khi biết chuyện, Ji-won vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ bạn thân lại vu khống mình như vậy. Ba cô bạn học vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Ji-won đã gia nhập một công ty lớn với tư cách là nhân viên hợp đồng. Sau đó Ji-won còn cướp đi đối tượng yêu đương của Su-min. Đúng là không thể nói chuyện tử tế với các người mà. Cậu nói cái gì cơ? Cậu chỉ nghe từ một phía mà có thái độ ác ý đối với người khác như vậy. Cậu thậm chí còn không đi tìm hiểu sự thật một chút. Ji-won tức giận lấy ra danh thiếp của mình rồi nói bản thân chính là đại diện của Ừ. Cô đã vào công ty làm việc 7 năm còn Su-min mới chỉ vào công ty làm việc từ năm ngoái. Tôi nhớ rằng tôi lên chức quản lý được 2 năm thì Su-min mới vào làm việc. Chắc là khoảng năm ngoái. Trời ơi, tớ hay gặp cậu ấy để hỏi về sơ yếu lý lịch nên tớ biết đó là vào đầu năm ngoái. Cuối cùng Ji-won nhấn mạnh Min-hwan đang là bạn trai của cô. Nói xong Ji-won còn gọi điện thoại cho Min-hwan. Sau đó cô bảo anh chào hỏi bạn học mình. Xin chào, tôi là bạn trai của Kang Ji-won. Tôi tên là Park Min-hwan. Ngoại trừ cô Su-min, tôi chưa từng nghe nói Ji-won nhắc tới những người bạn khác. Tôi nên chào hỏi mọi người nhiều hơn. Sau khi có đáp án, Ji-won đã quay về chỗ ngồi lấy áo của mình chuẩn bị rời khỏi nơi này. Su-min đột nhiên hỏi Ji-won muốn đi đâu. Kang Ji-won. Quả nhiên đám bạn học vẫn chưa muốn buông tha cho cô. Bọn họ muốn biết vì sao Ji-won biết Su-min đang hẹn hò với Eun-ho mà còn bảo bọn họ chia tay. Đến lúc này Ji-won mới biết tất cả những ủy khuất mà mình phải chịu từ thời đi học đều do một tay bạn thân tạo thành. Vậy mà cô lại ngốc nghếch coi Su-min là người bạn tốt nhất. Ji-won hào phóng thừa nhận lúc đi học quả thật là mình đã từng thích Eun-ho. Thế nhưng Su-min chưa từng qua lại với Eun-ho. Cậu từng hẹn hò yêu đương với Eun-ho sao? Su-min cổ vũ Ji-won đi tỏ tình nhưng lại lén thay đổi nội dung trong thư tỏ tình. Điều này khiến hai người vốn có cảm tình với nhau dần trở nên xa cách. Cuối cùng vào hôm họp lớp, soái ca đã vạch trần lời nói dối của Su-min còn tỏ tình Ji-won. Trước đây tôi thực sự rất thích cậu. Su-min đứng trước mặt mọi người vẫn cố gắng nói dối. Su-min còn nói khi cô và Eun-ho bí mật qua lại với nhau, Ji-won giống như tiểu tam muốn chia rẽ hai người. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Khi đó Ji-won mới chính là người có tình cảm với Eun-ho. Bởi vì Su-min giở trò nên đoạn lương duyên này mới đứt đoạn. Ji-won giải thích đến rát cổ mỏi miệng. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Su-min, mọi người lại nghĩ Ji-won đang bày mưu tính kế. Cái loại có tính khí xấu xa như cô mới không có bạn. Sao lại phải tính toán so đo như vậy? Bởi vì cô đang tính toán nên tôi mới tính toán. Chính bởi vì tôi không tính toán nên các người mới quên mất 3 năm trước các người đã bắt nạt tôi thế nào. Cho đến bây giờ tôi lấy danh thiếp ra để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô vẫn nói tôi xấu tính. Ai có biết tấm danh thiếp đó có phải đồ giả hay không? Chiếc túi cô cầm mới là giả. Chị Đại lập tức nổi giận nói đó là hàng thật. Sau khi lãnh tháng lương đầu tiên, cô đã mua trả góp chiếc túi này trong vòng 12 tháng. Được rồi, bỏ đi. Cô nực cười thật đấy. Tùy ý suy đoán đồ của người khác là đồ giả sau đó lại nói bỏ đi. Nếu không cô còn muốn tôi nói gì? Xin lỗi đi, xin lỗi tôi mau. Người nên xin lỗi là các người mới đúng. Ji-won tố cáo bọn họ là vì một câu nói bừa của Su-min mà họ sẵn sàng bắt nạt cô suốt quãng thời gian cấp 3. Chị Đại nói bản thân là người đại diện cho chính nghĩa. Thấy Su-min chịu ấm ức đương nhiên sẽ phải ra tay dẹp loạn. Ji-won nghe xong cũng cạn lời. Cô cảm thấy bản thân giống như khúc thịt trên bàn để mặc cho họ tùy ý cắt xén. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Người bước tới chính là Eun-ho. Trước mặt mọi người, Eun-ho nói ra toàn bộ sự thật. Anh khẳng định bản thân và Su-min chưa từng hẹn hò yêu đương gì cả. Bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, Su-min xấu hổ cúi gằm mặt. Thấy Ji-won đã lâu không gặp, Eun-ho mỉm cười bắt chuyện với cô. Ngày hôm nay Eun-ho có thể xuất hiện trong buổi họp lớp là vì Ji-hyuk đã nhiều lần tới mời anh. Cho tôi hỏi cuối tuần cậu có rảnh không? Trông anh có vẻ cũng không tệ, nhưng mà tôi có bạn gái rồi. Tôi không có ý đó. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tuyệt đối không phải. Chỉ là tôi muốn mời cậu tới dự một buổi họp lớp thôi. Eun-ho vốn không muốn tới tham dự buổi họp lớp này. Bởi cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể tha thứ cho Ji-won. Eun-ho không ngờ Ji-won dám nói anh như vậy trong thư tỏ tình. Mình thật sự như vậy sao mà cậu lại nói mình như vậy? Cậu đừng nói chuyện với mình nữa. Từ đó trở đi Ji-won bị tổn thương về mặt tình cảm. Anh cứ mãi trốn tránh không muốn yêu đương. Thậm chí mỗi ngày còn đeo một chiếc nhẫn để làm màu. Thế nhưng lời nói của đồng nghiệp đã giúp anh thay đổi ý định. Nếu cậu muốn đi thì nhất định phải ăn bận cho thật đẹp vào. Thế là Eun-ho xuất hiện trong buổi họp lớp với bộ dạng điển trai.
không ngờ lại nhìn thấy cảnh Ji-won đang bị vu khống. Eun Ho lập tức đi tới giải vây cho Ji-won. Ji-hyuk có thể dự báo được những chuyện sẽ xảy ra vì anh cũng là một người xuyên không về quá khứ. Bởi đã yêu thầm Ji-won suốt một thời gian dài nên Ji-hyuk mãi vẫn không có bạn gái. Điều này khiến ông nội rất bất mãn. Ji-hyuk chỉ có thể nói rằng bản thân đã có người trong lòng. Là người mà ông biết sao? Con gái nhà ai tên gì? Cháu yêu đơn phương. Ji-hyuk nói trước giờ anh luôn làm việc theo ý ông nội nhưng chuyện kết hôn thì anh muốn làm theo trái tim mách bảo. Mong ông hãy tin cháu. Cháu tưởng ông không biết sao? Có lần nào mà cháu làm chuyện cháu không thích chưa? Chẳng qua cháu không có suy nghĩ riêng vậy nên cháu mới làm theo. Ông nội rất vui vì cháu trai đã có chuyện mình muốn làm. Nhưng ông vô cùng tò mò không biết cô gái Ji-hyuk thích là con cái nhà ai. Ngồi lên xe ông sai thư ký mau chóng đi điều tra. Cho dù có phải lật tung thành phố lên cũng phải tìm ra người đó. Trong buổi họp lớp mọi người đều tò mò không hiểu sao Eun Ho lại tới đây. Eun Ho không quan tâm những người khác mà chỉ nhìn Ji-won không rời mắt. Cuối cùng anh đã mở lời trước. Trước đây cậu từng thích tôi đúng không? Vậy tại sao lúc đó cậu lại làm như vậy? Nghe Eun Ho nói như vậy Ji-won lập tức trở nên căng thẳng. Sau đó cô liền quay người chạy trốn khỏi nơi này. Hành động kỳ lạ của Ji-won khiến những người ở đó cảm thấy khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một hồi Ji-hyuk quyết định tới buổi họp lớp. Vừa tới Ji-hyuk đã nhìn thấy Ji-won chạy từ trong đó ra. Dáng vẻ mới mẻ của Ji-won khiến Ji-hyuk đứng nhìn ngây ngốc. Eun Ho cũng đuổi theo Ji-won để giải thích. Tôi xin lỗi để tôi lau tay giúp cậu. Ji-hyuk đi theo Ji-won trùng hợp nhìn thấy cảnh hai người đang tay nắm tay. Thấy vậy Ji-hyuk lập tức nổi cơn ghen. Vì không muốn nỗi đau ở kiếp trước lại lặp lại thêm một lần nữa Ji-won nói cô chưa bao giờ thích Eun Ho. Khi Ji-won định quay người rời đi Eun Ho đã chặn cô lại. Trước đây tôi đã từng vô cùng thích cậu. Ngày hôm sau Ji-won xinh đẹp quay lại nơi làm việc khiến mọi người nhìn lác cả mắt. Thế nhưng lại khiến Ji-hyuk cảm thấy không an toàn. Anh bắt đầu do dự không biết có nên nói cho Ji-won biết toàn bộ sự thật giữa Min-hwan và Su-min. Min-hwan thì vui như mở cờ trong bụng, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội ở cùng với Ji-won. Sao em xinh đẹp quá vậy? Hình như trưởng bộ phận có hứng thú với em đó. Chính các người mới là người đã bạo hành cô ta vậy mà giờ lại quay sang trách tôi. Sau khi bị vạch trần bộ mặt thật Su-min bắt đầu trở nên bất cần. Đêm khuya Su-min tới tìm gặp Min-hwan để anh an ủi. Đồng thời thân phận thực sự của Hee-jae-on cũng sắp được tiết lộ. Không ngờ Hee-jae-on chính là em gái của Ji-hyuk. Cô gái xấu hổ vì bị bạn thân trả thù. Nửa đêm nửa hôm cô chạy tới tìm người yêu bạn thân khóc lóc kể lể. Hai người còn rủ nhau đi ăn tteokbokki rồi liếc mắt đưa tình với nhau. Trước đó Ji-won đã vạch trần bộ mặt giả chân của Su-min trong buổi họp lớp. Nhưng khi cô bỏ đi Su-min lại bắt đầu thao túng tâm lý mọi người. Nhưng bạn học đã biết thân phận thực sự của Su-min chỉ là thực sinh. Nhờ Ji-won giới thiệu Su-min mới được vào công ty lớn. Bạn học bảo Su-min lấy danh thiếp của công ty ra để chứng minh. Thế nhưng Su-min làm gì có để mà lấy. Chị Đại lập tức nổi giận. Trước đó cô ta đã nhờ Su-min truyền thụ lại bí quyết để đỗ phỏng vấn công ty lớn. Đã vậy còn mời Su-min một bữa. Kết quả là do Su-min có cửa sau. Không tính đến chuyện này thì còn có chuyện Su-min hẹn hò với Eun Ho. Mọi người muốn Su-min giải thích rõ ràng. Eun Ho bình thường chẳng bao giờ liên lạc tự dưng đến họp lớp làm gì không biết. Su-min như bị dội một gáo nước lạnh. Sau đó cô liên tục biện hộ tất cả chỉ là quá khứ. Cô đã sớm quên chuyện đó rồi. Cậu đùa chúng tôi đấy hả? Vì những lời nói dối của cậu mà chúng tôi bị lừa suốt thời gian qua đấy. Lúc này mọi người mới biết không phải Ji-won bắt chước Su-min mà là cô cố tình khiến mọi người hiểu nhầm. Có phải cậu luôn muốn hãm hại Ji-won đúng không? Tại sao mình phải làm thế chứ? Mình là bạn của Ji-won mà. Đúng rồi, Kang Ji-won bị chửi suốt thời cấp 3 không phải là vì cậu. Cậu nói cô ấy thèm muốn chàng trai của cậu. Cậu nói cô ấy bắt chước cách ăn mặc của cậu còn muốn cướp hết mọi thứ của cậu. Người suốt ngày than vãn chính là cậu đấy. Tôi đâu có bảo các người đi chửi Kang Ji-won. Chính các người tự bắt nạt rồi lại quay ra trách tôi. Su-min đáp trả rồi đứng dậy bỏ đi. Lần này đã khiến các bạn học nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Su-min vào nhà vệ sinh vẫn không biết ăn năn. Mình bảo chúng nó mắng con nhỏ đó bao giờ chứ? Tại sao bây giờ lại quay sang mắng mình? Lũ chó má đó. Su-min tức giận gọi cho Ji-won nhưng đối phương không thèm trả lời. Tại sao Baek Eun Ho đột nhiên xuất hiện vào lúc đó chứ? Đợi tới khi Su-min đi ra thì các bạn đã bỏ đi hết. Lần này cô mới là người bị bỏ rơi. Cùng lúc đó Ji-won nhận được lời tỏ tình của Eun Ho trong bầu không khí ám muội. Trưởng phòng Ju đứng sau cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Ji-hyuk gọi điện thoại cho Ji-won nói có việc gấp cần cô đến khách sạn Winton ngay. Được rồi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó ạ. Sau khi cúp điện thoại, Ji-won chào tạm biệt Eun Ho. Liệu mình có thể lấy số điện thoại của cậu không? Ji-won lưu số của mình vào máy Eun Ho rồi vội vàng bỏ đi. Eun Ho lấy được số của Ji-won thì vô cùng vui vẻ. Anh vẫy tay chào tạm biệt Ji-won nhưng vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt hung dữ của Ji-hyuk. Anh cũng không muốn thua. Ji-won vội vàng đến khách sạn đã hẹn. Trưởng phòng Ju nói rằng anh sẽ đầu tư rất nhiều tiền vào tiếp thị trực tuyến, nhưng quan niệm của công ty tương đối bảo thủ. Vì vậy Ji-hyuk muốn Ji-won ủng hộ đề xuất của anh vô điều kiện. Sau khi bước vào phòng quan sát, Ji-won bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Nơi này thật sự quá đỉnh. Đây sẽ là nền tảng dành cho mọi lứa tuổi trong 10 năm tới. Lúc này giám đốc Wang đột nhiên bước đến. Trưởng phòng Ju giới thiệu Ji-won với ông. Đây chính là thời điểm tên bạo lực Wang Hyung-in của Ừ vẫn ở trong công ty sao? Ji-won nhớ rằng kiếp trước tên giám đốc này thường xuyên động tay động chân với tiếp viên trên máy bay. Một video vô tình bị lan truyền trên mạng khiến ông ta cũng bị xấu mặt.
Nghĩ đến đây, Ji-won vẫn mỉm cười chào hỏi ông ta. Giám đốc Wang nhìn thấy Ji-won xinh đẹp như vậy thì định đưa tay ra bắt tay với cô. Thế nhưng trưởng phòng Ju ở giữa đã nhanh chóng chặn lại. Làm việc cùng nhân viên xinh đẹp như vậy đúng là thú vị nhỉ. Ji-won đột nhiên hiểu tại sao ở công ty nhóm trưởng Kim lại hống hách như vậy. Chính vì ông ta có chống lưng rất lớn. Sau khi kết thúc công việc, trưởng phòng Ju đề nghị đưa Ji-won về nhà. Ji-won đang trò chuyện vui vẻ cùng trưởng phòng Ju thì đột nhiên bạn thân gọi điện thoại đến. Cô lạnh lùng tắt điện thoại. Nếu cô có hẹn thì tôi có thể chờ cô đến đó. Không đâu ạ. Ji-won lại bật điện thoại lên. Nhìn thấy tin nhắn từ Eun-ho, Ji-won khẽ mỉm cười. Cảnh tượng đó vô tình bị trưởng phòng Ju bắt gặp. Ai nhắn tin thế? Bạn cùng lớp của tôi, hôm nay tôi đi họp lớp. Đã lâu không gặp nên chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc. Ji-won thú nhận mình từng rất thích Eun-ho. Anh còn là mối tình đầu của cô. Nghe Ji-won nói vậy, trưởng phòng Ju không bình tĩnh nổi nữa. Gặp lại mối tình đầu có thể gợi lại cảm xúc trong quá khứ. Thế nhưng mọi người hay bảo tình đầu chỉ là tình để nhớ. Vậy nên những cảm xúc đã qua thì cứ để nó qua đi. Giữa chúng tôi không phải loại cảm xúc đó đâu ạ. Dù sao thì giờ tôi cũng đã có bạn trai rồi. Trưởng phòng Ju bị đâm liên tiếp hai nhát sao. Khi sắp về đến nhà Ji-won, cả hai nhìn thấy bóng lưng của Min-hwan. Ji-won nhanh chóng điều khiển chỗ ngồi ngả ra sau tránh để Min-hwan nhìn thấy bản thân. Gần đây chó mèo gì cũng đi xe sang được. Từ ngoài không thấy được trong xe đâu. Không phải tôi làm thế, không phải vì vậy đâu. Cô không muốn bị nhìn thấy hả? Đâu có sao tôi phải vậy chứ. Su-min à, có chuyện gì thế? Sao giờ này em lại ở đây? Thấy Su-min khóc sưng cả mắt, Min-hwan không ngừng hỏi thăm. Min-hwan định đưa Su-min vào nhà Ji-won nhưng đột nhiên nhận ra Ji-won đã đổi mật khẩu nhà. Mật khẩu là ngày đầu tiên Min-hwan và Ji-won bắt đầu hẹn hò. Hình như là 0622. Để anh gọi cho Ji-won xem thử. Min-hwan không gọi điện được cho Ji-won, chỉ đành an ủi Su-min đang đau lòng. Nhưng ánh mắt của anh lại hướng xuống dưới. Nhìn thấy cảnh tượng hấp dẫn, Min-hwan đột nhiên nóng bừng người lên. Min-hwan vội vàng cởi áo khoác mặc cho Su-min. Đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài nhé. Người đàn ông nhìn thấy bạn gái đột nhiên trở nên xinh đẹp hận không thể ôm cô vào lòng. Em yêu à, em thật sự là bạn gái anh sao? Anh không nhận ra luôn đấy. Ji-won không ngờ bạn trai lại kích động như vậy, còn muốn chạm vào cô ngay tại công ty. Ji-won sợ hãi lùi lại. Hai người mỉm cười rạng rỡ khiến Su-min và trưởng phòng Ju rất khó chịu. Tối qua Su-min lợi dụng sắc đẹp của mình cố tình mời Min-hwan đi uống rượu. Cô uống vài ly rồi nói với anh rằng bây giờ mình rất lo lắng Ji-won sẽ hiểu lầm mình vì buổi họp lớp. Min-hwan cảm thấy Ji-won không phải loại người đó. Gần đây Ji-won lạ lắm, cảm giác càng ngày càng xa cách với em. Min-hwan cũng cảm thấy gần đây bạn gái mình có động thái rất lạ. Chẳng lẽ Ji-won có tình mới rồi? Không đời nào. Ji-won thích mình có nghĩa là cô ấy thích vẻ đẹp trai và phong cách của mình. Su-min đột nhiên đổi chủ đề nói rằng mình may mắn vì tối nay gặp được Min-hwan. Nếu không cô sẽ trốn trên giường khóc cả đêm mất. Anh tuyệt vời nhất, anh là ngầu nhất. Lời này khiến Min-hwan lập tức vui vẻ. Lần này Su-min còn cố tình chạm đũa với anh. Hai người ngước mắt nhìn nhau khiến Min-hwan hoàn toàn rơi vào bẫy. Phía Ji-won, cô muốn tránh xa hai người họ nên đang đi dạo bên sông Hàn với trưởng phòng Ju. Trong khi trò chuyện, Ji-won nhắc đến dự án hộp đồ ăn nhanh cô đang thực hiện. Trưởng phòng Ju nghe xong thì hơi kinh ngạc. Anh lập tức nói với Ji-won rằng làm xong thì đưa cho anh xem trước. Không cần đâu. Tôi rất mong chờ nên cô làm xong càng sớm càng tốt nhé. Nếu đã như vậy thì được ạ. Trưởng phòng đột nhiên tháo kính ra. Ji-won bất ngờ vì vẻ đẹp trai của anh khi không đeo kính. Cô thuận tiện khen anh vài câu. Trưởng phòng có định đeo kính áp tròng không? Thấy đã muộn, trưởng phòng đưa Ji-won về nhà. Ji-hyuk vốn muốn nhắc nhở Ji-won hãy chia tay hòa bình với Min-hwan nhưng vì căng thẳng quá nên nói nhầm. Tóm lại tôi nghĩ không nhất thiết phải kết hôn. Xem ra anh theo chủ nghĩa không kết hôn nhỉ? Không phải như vậy, tôi cũng muốn kết hôn. Tôi muốn nói là, trời ạ, thật là. Trưởng phòng à, thấy anh cười thật tốt. Câu nói này đã giải quyết tình hình khó xử lúc đó. Sau khi về nhà, Ji-won nhìn thấy Hee-jae-on đặt đề xuất trang trí nội thất trên bàn. Đây chính là thứ cô muốn. Ji-won cảm động không ngừng. Nếu muốn làm hết thì em khuyên chị nên chuyển đi nhé. Chuyển nhà sao? Đây cũng là một ý tưởng hay đó. Đúng lúc này Min-hwan gọi điện đến. Ji-won trả lời điện thoại thì giọng nói của bạn thân đột nhiên vang lên. Thấy vậy cô lập tức cúp máy. Min-hwan gửi vô số tin nhắn cho Ji-won nhằm giải thích thay Su-min. Mọi chuyện ở buổi họp lớp chỉ là hiểu lầm. Để đôi mèo mả gà đồng này đến với nhau càng sớm càng tốt, Ji-won bảo Min-hwan đưa bạn thân mình về nhà, đồng thời nhớ chăm sóc tốt Su-min. Sau khi giải thích xong, Ji-won mệt mỏi nằm trên giường. Nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước hai người thân thiết nhất đã phản bội mình, Ji-won bắt đầu cầu xin hai người đó kết hôn. Càng sớm càng tốt. Đột nhiên điện thoại của cô lại reo lên. Ji-won nhìn thấy điện thoại của Eun-ho, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Hai người ôn lại chuyện cũ. Ji-won đột nhiên nhắc lại quá khứ. Trước đây cậu bảo mình sau này đừng nói chuyện với cậu nữa nên mới thành ra như vậy. Này Kang Ji-won. Eun-ho nghe xong vô cùng tức giận. Anh nói rõ ràng lúc đầu là Ji-won từ chối anh. Mình từ chối cậu sao? Đúng rồi, mình vẫn còn giữ lá thư đó đấy. Thư sao? Thư hồi đáp của cậu ý. Mình định vứt đi rồi nhưng không làm được. Rõ ràng Ji-won không nhận được thư tỏ tình của Eun-ho, cũng chưa từng viết thư hồi đáp lại cho anh. Ji-won lập tức nhận ra mọi chuyện. Cô hẹn Eun-ho nếu có thời gian thì hãy mang thư hồi đáp đến cho cô. Ngày hôm sau, Ji-won đến công ty. Ji-won không còn mặc bộ quần áo quê mùa đó nữa. Cô đổi diện mạo mới khiến đồng nghiệp xung quanh phải há hốc miệng. Su-min định đến nói chuyện thì lại bị Min-hwan đẩy không thương tiếc.
Em đúng là bạn gái anh sao? Anh không nhận ra luôn ấy. Em muốn cho anh một bất ngờ mà. Anh giật mình luôn. Em yêu à, em không đeo kính trông như người khác vậy. Cứ như thể anh chưa từng thấy Ji-won không đeo kính vậy. Trời ạ, sao có thể chứ? Chỉ là khác quá mà thôi. Nhìn Ji-won thật sự rất khác. Cảnh mùi mẫn này của hai người vô tình bị trưởng phòng Du nhìn thấy. Ji-won còn mỉm cười rất tươi. Ji-hyuk nhìn mê mẩn đến mức vô tình va phải đồ trên bàn. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trưởng phòng để tôi dọn giúp anh. Vậy nhờ cô nhé. Trưởng phòng phớt lờ Su-min đi thẳng về phía Ji-won. Anh cảm thấy đồ hôm nay cô mặc không phù hợp để tới công ty. Nhìn hợp lắm mà. Tại sao anh lại nói cô ấy như vậy? Có lẽ vì tôi chưa từng thấy cô ấy bỏ kính bao giờ nên cảm thấy vậy. Xin lỗi cô nhé. Hôm qua anh thấy rồi mà. Hôm qua là cuối tuần còn đây là lần đầu tiên đi làm. Ji-won cũng nhận ra hôm nay trưởng phòng đeo kính áp tròng. Cô cảm thấy anh vô cùng đẹp trai. Su-min cũng chạy đến khen Ji-hyuk đẹp trai. Ji-hyuk cắt ngang lời Su-min rồi xấu hổ rời khỏi văn phòng. Min-hwan biết hai người hôm qua đã gặp gỡ riêng thì bỗng cảm thấy nguy hiểm. Đến giờ nghỉ trưa mọi người vây quanh khen Min-hwan đúng là có mắt nhìn tốt. Sao lại quen được cô bạn gái xinh đẹp như Ji-won vậy? Đấy là vì mọi người không biết thôi. Ji-won vốn xinh đẹp như vậy đó. Cậu phải giữ Ji-won cho kỹ vào. Nghe nói trong công ty có đồng nghiệp nam để mắt đến Ji-won. Ngoài miệng Min-hwan bảo rằng mình không hề sợ hãi thế nhưng vừa quay đi đã vội vàng tìm Ji-won. Min-hwan giả vờ quan tâm Ji-won rồi lân la hỏi ngày hôm qua cô gặp trưởng phòng Ji-hyuk để làm gì. Ji-won cảm thấy hơi có lỗi khi lợi dụng Ji-hyuk. Bởi vì có chuyện gấp nên Ji-hyuk đã gọi em tới đó. Vì vậy em mới vội vàng rời khỏi buổi họp lớp. Thằng khốn đó không được như thế chứ. Anh thấy hình như Ji-hyuk đang để ý em đấy. Ji-won lập tức phản bác không thể nào. Min-hwan bảo rằng trực giác của mình luôn đúng. Vì em đẹp như vậy mới khiến anh ta phát điên đó. Đúng là đáng ghét. Để khẳng định chủ quyền, Min-hwan vui mừng nắm chặt tay Ji-won. Hôm nay em đẹp thật đấy. Nhưng em đẹp như vậy mà có ruồi mũi vo ve quanh em thì anh giận lắm. Chỉ anh mới được ngắm thôi chứ. Em là của anh mà. Ji-won thấy bàn tay Min-hwan đưa về phía mình chỉ cảm thấy buồn nôn. Thấy Min-hwan còn định tiến xa hơn, Ji-won lập tức đẩy cốc cà phê nóng trên bàn lên người anh. Để cứu cậu nhỏ bị bỏng, Min-hwan vội vàng chạy đi. Trong khi Su-min đang thắc mắc thì đột nhiên Ji-won đến trước mặt cô. Ji-won đột nhiên phát hiện người bạn mới của mình lại yêu thầm trưởng phòng ở công ty. Thấy hai người thân mật như vậy, Ji-won vô cùng bàng hoàng. Ji-won không hề hay biết rằng thực ra Hee-jeon là em gái ruột của Ji-hyuk. Đồng thời thân phận người tái sinh của Ji-hyuk cũng đã được xác nhận. Anh thay đổi phong cách trước đó bắt đầu giúp Ji-won trừng phạt đôi cẩu nam nữ kia. Ji-won cũng bắt đầu tấn công bạn thân. Su-min muốn xin lỗi cô về chuyện xảy ra ở buổi họp lớp. Thế nhưng Su-min vẫn cố chấp không nhận lỗi. Chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước rồi, cậu chấp mình làm gì cơ chứ? Đúng là khi đó mình suy nghĩ chưa chín chắn nên có lỡ lời. Nhưng cậu cũng biết mình hay hiểu nhầm mà. Nghe xong Ji-won cũng cạn lời. Cô cười mỉm nói bản thân đã hết giận nhưng giọng điệu vẫn đầy sự mỉa mai. Trừ khi cậu muốn bắt nạt mình khiến mình chẳng khác nào kẻ lập dị. Nhưng chỉ có kẻ điên mới đối xử với bạn thân mình như vậy thôi đúng không? Đúng rồi, đâu có lý do gì để mình làm vậy. Ji-won đột nhiên kể về ngày còn đi học. Khi đó cô nàng đầu gấu thường xuyên dùng những thứ kỳ quái để hành hạ cô. Vì vậy ngày mai Ji-won sẽ đi gặp Eun-ho để nói rõ mọi chuyện. Cậu muốn đi gặp Eun-ho sao? Đúng rồi, hôm trước cậu ấy đã cho mình số điện thoại rồi hẹn gặp mình. Su-min đột nhiên sợ hãi. Ji-won bảo Su-min đừng lo cho mình. Lần này cô sẽ bắt kẻ đứng sau phải trả giá đắt. Su-min đột nhiên đổi chủ đề. Cô cảm thấy Min-hwan sẽ thấy không vui khi Ji-won đi gặp người đàn ông khác. Min-hwan nhà mình không phải loại người đó đâu. Chỉ cần mình vui là Min-hwan cũng vui. Hơn nữa dạo gần đây giá cổ phiếu tăng nên Min-hwan kiếm được rất nhiều tiền. Min-hwan đang cố gắng để mua một căn nhà cho cả hai. Tốt quá rồi. Ji-won biết bạn thân lại định chơi xấu mình. Sau khi tan sở, Su-min cố tình đi chung thang máy với Ji-won. Su-min tỏ ra vô cùng thân thiết nhưng Ji-won không đáp lại sự nhiệt tình của cô. Hai chúng mình lại đi cùng nhau rồi. Sau khi vào thang máy, Ji-hyuk đến sau cũng muốn đi cùng chuyến. Đúng lúc này Ji-hyuk nhìn thấy Ji-won bên trong. Anh lập tức mở cửa thang máy bước vào. Trong thang máy, trợ lý Giang đột nhiên khen ngợi kiểu tóc của Ji-won. Chẳng trách mọi người đều ghen tị với Min-hwan. Cũng có người nói rằng Ji-won và Min-hwan rất đẹp đôi. Những lời này như một lưỡi dao dần dần đâm thẳng vào tim Ji-hyuk. Thang máy dừng ở tầng 1, Ji-hyuk không ra theo dòng người mà quay lại gọi Ji-won. Anh hỏi cô tại sao hôm nay lại mặc như vậy đến công ty. Ji-won tò mò hỏi Ji-hyuk hôm nay cô mặc kỳ lạ lắm sao. Ji-hyuk ngập ngừng cuối cùng lấy hết can đảm nói với Ji-won rằng hôm nay anh đeo kính áp tròng vì lời khuyên của cô. Ji-hyuk muốn biết Ji-won ăn mặc đẹp như vậy để cho ai ngắm. Ji-won giải thích hôm nay cô cố ý ăn mặc như vậy chỉ vì muốn tâm trạng thoải mái hơn. Cô cũng muốn đồng nghiệp xung quanh thay đổi thái độ với cô. Nghe Ji-won giải thích như vậy, Ji-hyuk bỗng bật cười. Anh cười lên nhìn khác thật đấy. Sau này anh hãy cười nhiều hơn nhé. Mặc dù tôi không am hiểu thời trang lắm nhưng nếu anh thay đổi phong cách thì sẽ đẹp trai hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn khuyên anh như vậy thôi. Còn giờ thì tôi đi trước đây. Ji-hyuk bỗng cảm thấy dòng sông quê kéo dài. Ji-hyuk lập tức gọi điện cho cô em gái Hee-jeon. Ji-won đang chờ xe buýt thì nghĩ rằng trưởng phòng hình như đã phải lòng cô. Nghĩ đến đây cô không khỏi vui sướng. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Ji-won nhìn sang bên cạnh thì thấy đồng nghiệp của mình. Cô ấy làm sao vậy? Hee-jeon, em làm gì vậy? Sao em lại có những hành động quá kích như vậy chứ?
tại em quá là vui chứ sao? Anh biết em vui rồi nhưng tém tém lại dùng anh. Ji-won nhìn thấy hành động thân mật của hai người thì bỗng thoát khỏi ảo tưởng. Ji-won nhớ kiếp trước khi Jae-on bị chuyển công tác là vì nhóm trưởng Kim bảo cô có quan hệ bất chính với trưởng phòng Ju. Khi nghĩ khi Jae-on mập mờ với Ji-hyuk thì Ji-won đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Suýt chút nữa cô đã làm chuyện không đúng đắn với bạn thân rồi. Ji-won chợt cảm thấy may mắn khi vẫn có Min-hwan bên cạnh. Nếu không phải Min-hwan mặt dày làm phiền cô thì chắc không có chuyện xảy ra giữa cô và trưởng phòng rồi. Cùng lúc đó, Ji-won theo anh trai về nhà. Vừa vào đã khoe ngay với ông nội rằng mình được anh trai dẫn vào phòng VIP. Đã vậy anh trai còn bảo muốn gì thì cứ chọn. Nhìn cháu vui quá nhỉ. Lâu lắm rồi cháu không được vui như vậy. Hơn nữa anh cháu giả vờ không quan tâm đến mấy thương hiệu. Đúng là siêu ngầu luôn ông ạ. Ji-hyuk ngồi bên cạnh cũng phải cạn lời. Anh vốn không định để em gái khoe với ông nội. Sau khi hai người rời đi, ông nội hỏi thư ký đã tìm được người phụ nữ đó chưa. Tôi đã để thông tin trong phòng chủ tịch rồi ạ. Về nhà, Ji-hyuk lại tâm sự với chú mèo nhỏ của mình. Anh đang nghĩ có nên nói thẳng với Ji-won mọi chuyện hay không. Anh có nên giấu Ji-won chuyện không bao lâu nữa cô sẽ bị Min-hwan và Su-min phản bội hay không. Không những vậy, chính hai người đó là người đã tiễn Ji-won đi chầu Diêm Vương. Nhưng sau khi nghĩ lại, Ji-hyuk vẫn quyết định bỏ qua. Bởi nếu làm như vậy anh sẽ bị lộ thân phận người tái sinh. Ji-hyuk cởi áo để lộ trái tim trên ngực. Ji-won từng nói mỗi lần bố cho cô tiền tiêu vặt đều sẽ vẽ một trái tim lên đó. Ji-hyuk nghi ngờ chuyện này có mối liên hệ nào đó. Suy nghĩ của Ji-hyuk quay lại kiếp trước. Sau khi Ji-won qua đời, anh có tới tham dự tang lễ. Anh Park Min-hwan, anh là một trong những kẻ tình nghi trong vụ án của cô Kang Ji-won. Cô Jung Su-min xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp, đứng lại. Tại sao mấy người lại muốn đưa tôi đi vậy? Tại sao lại làm như vậy? Mau thả tôi ra. Đích thân Ji-hyuk đã đưa hai con người tán tận lương tâm này ra pháp luật. Sao tôi có thể tiễn vợ mình đi chầu Diêm Vương được chứ? Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Thấy hai con người này vẫn chưa biết hối cải, Ji-hyuk cảm thấy như vậy không đáng với Ji-won. Kẻ bắt nạt và đồng bọn cũng được Su-min mời tới tang lễ để xem trò cười. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Ji-hyuk vô tình biết được chuyện xảy ra tại buổi họp lớp cách đây 10 năm. Khi đó Ji-won đã phải chịu nỗi oan ức vô cùng lớn. Nhóm chúng ta thật sự đã hơi quá đáng với Ji-won. Ji-won thật sự bắt Su-min chia tay với Eun-ho nay sao? Bọn họ vừa dứt lời thì Eun-ho đột nhiên xuất hiện ở lễ tang. Eun-ho, sao cậu cũng ở đây? Sau khi ngồi xuống, Eun-ho thắc mắc mọi người đang bàn tán gì về anh. Bạn gái cũ của cậu Su-min gian gian díu díu mập mờ chồng Ji-won đó. Cái gì cơ, mình chưa từng hẹn hò với Jung Su-min. Thật sao, các cậu chưa từng hẹn hò sao? Sau khi biết hết mọi chuyện của Ji-won, Ji-hyuk thật sự không nói nên lời. Anh bắt đầu hận cả thế giới. Sau khi rời khỏi phòng tang lễ, Ji-hyuk vô tình đâm trúng một chú mèo. Chiếc xe của anh lao như điên trên đường. Vì không muốn va chạm với xe tải, Ji-hyuk đánh xe đâm thẳng vào lề đường. Sau khi tỉnh dậy, một trái tim đột nhiên xuất hiện trên ngực Ji-hyuk. Từ lúc đó, Ji-hyuk biết bản thân có cơ hội thứ hai để thay đổi mọi thứ. Trước đó anh đã có rất nhiều cơ hội mà anh đã bỏ qua, nhưng lần này thì khác, Ji-hyuk đã hoàn toàn thay đổi. Ji-won, tôi nói cho cô biết, đàn ông trên đời này đều ngoại tình. Tan làm rồi em còn đi đâu vậy, em nói thật đi. Ji-hyuk lo Min-hwan sẽ làm tổn thương Ji-won. Người đàn ông đột nhiên nhìn thấy bạn gái nhìn trưởng phòng với ánh mắt trìu mến, cảm thấy nguy hiểm rình rập con cá mập, cho nên anh ta lập tức bước tới trách móc cô bạn gái. Em vui lắm sao? Chỉ vì một câu chê phong cách ăn mặc quê mùa của Ji-won mà ngày hôm sau trưởng phòng Ju thay đổi phong cách ăn mặc. Cánh đồng nghiệp đều ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy diện mạo mới của anh. Ji-hyuk bước về phía Ji-won cảm ơn cô vì lời khuyên. Quả nhiên đẹp trai thì tâm trạng cũng tốt hơn. Min-hwan ngồi phía sau vô tình nhìn thấy hai người cười cười nói với nhau. Hai cái con người này đang làm gì vậy? Ji-won ngoan ngoãn đi theo Min-hwan đến phòng nghỉ. Min-hwan cảnh cáo cô phải giữ khoảng cách với người đàn ông khác. Tuyệt đối không được tùy tiện cười đùa với người khác như vậy. Hơn nữa Ji-hyuk còn đang để mắt tới Ji-won. Anh nói gì vậy, anh ấy có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi thì liên quan gì? Ji-won bé nhỏ của anh ơi, để anh nói cho em nghe. Đã là đàn ông thì ai cũng có bản tính lăng nhăng trong người mà thôi. Min-hwan cho rằng dù đã có bạn gái rồi nhưng Ji-hyuk vẫn có thể chán cơm thèm phở. Kể cả đã kết hôn rồi vẫn có thể ăn chơi đàng điếm chứ đừng nói là có bạn gái. Em biết mẫu người lý tưởng của đàn ông là ai không? Chính là người phụ nữ xa lạ mới gặp lần đầu. Như vậy mới là đàn ông. Lời này khiến Ji-won vô cùng ghê tởm. Ji-won bỗng hỏi ngược lại. Anh Min-hwan tuyệt đối sẽ không như vậy đúng không? Hả? Thôi không có gì đâu. Cũng chỉ vì em nghĩ tất cả đàn ông đều giống anh mà thôi. Tất cả đàn ông đều cá ngoại trừ anh. Anh là đàn ông, anh có thể nhìn ra vấn đề. Vậy nên anh mới phải nhắc nhở em. Trợ lý Giang vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Min-hwan mỉm cười tiễn Ji-won đi. Bỗng thấy Su-min từ đâu xuất hiện trước mặt, Min-hwan lập tức co giò bỏ chạy. Kể từ khi thay đổi phong cách ăn mặc, Ji-hyuk bỗng trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp trong giờ nghỉ. Nhưng trong mắt Ji-hyuk chỉ có Ji-won. Anh còn chủ động đến bắt chuyện với cô. Tối nay cô có rảnh không? Anh muốn tôi làm gì sao? Không phải chuyện công việc, chỉ là tôi muốn mời cô dùng bữa thôi. Nếu có thể thì cô hãy sắp xếp thời gian nhé. Tiếc quá tối nay tôi có việc riêng phải làm mất rồi. Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì hãy báo cho tôi thời gian địa điểm để tôi sắp xếp. Không cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu. Sau khi bị từ chối, Ji-hyuk vô cùng thất vọng. Ký ức thời sinh viên chợt ùa về trong tâm trí anh. Khi đó mọi người đang chúc mừng Ji-hyuk nghỉ phép sau 100 ngày nhập ngũ.
Đột nhiên Ji-won say xỉn từ đâu xuất hiện, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Ji-won, đám bạn của không khỏi giật mình. Hai tên côn đồ bên cạnh nhìn cô với ánh mắt dâm đãng, bọn chúng còn dùng từ ngữ cợt nhả để trêu chọc Ji-won. Khi bọn chúng định làm chuyện bậy bạ, Ji-hyuk đã đi tới chắn trước mặt Ji-won. Bạn gì ơi, bạn không sao chứ? Không phải cột điện sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé. Bạn có thật sự ổn không vậy? Bạn chỉ đi một mình sao? Bạn tên là gì thế? Đúng rồi, tôi chỉ có một mình mà thôi. Tôi thật sự cô độc khi không một ai ở bên tôi. Ji-won nói 3 tháng trước bố cô đã đi chầu Diêm Vương. Chỉ mới khi nãy cô đã chia tay anh bạn trai của mình. Xung quanh cô chẳng có lấy một người bạn nào cả. Giờ đây cô chỉ có một mình. Nói xong Ji-won ngã về phía Ji-hyuk. Mùi rượu trên người Ji-hyuk khiến Ji-won cảm thấy hứng thú. Cô còn dùng miệng cắn vào người anh. Ji-hyuk thấy Ji-won đã say đành phải ngồi cùng cô trên bãi cỏ đợi cô tỉnh rượu. Ji-won nói rằng không biết từ khi nào cô luôn nhìn thấy người yêu mỉm cười với bạn thân. Mặc cho bạn thân của cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Không những vậy, đó còn là người bạn duy nhất của cô. Thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không vui. Khi ở cùng Su-min, cô cảm thấy mình chẳng khác nào đồ bỏ đi. Nghe xong, Ji-hyuk khuyên Ji-won nên tránh xa loại bạn đó. Dù đối phương tốt hay xấu, chỉ cần người đó khiến bản thân không thoải mái thì chẳng có lý do gì để tiếp tục bên cạnh nhau. Nhưng xung quanh Ji-won không có người bạn nào. Nếu rời xa Su-min thì Ji-won không còn gì nữa. Nghe xong, Ji-hyuk vô cùng đau lòng. Để an ủi đối phương, Ji-won nói mình cũng là kẻ vô dụng. Cách đây 15 năm mẹ anh đã đi chầu Diêm Vương. Sau khi tái hôn, bố anh và mẹ kế có với nhau một cô em gái. Dù mọi người đều đối xử tốt với anh nhưng anh luôn cảm thấy không thoải mái. Trời đất ơi, anh đúng là vô dụng thật đấy. Tôi bỗng vui trở lại khi nhìn thấy kẻ vô dụng thật sự đang ở đây. Dù chuyện mẹ anh ngỏm củ tỏi khiến anh rất đau lòng, nhưng chuyện bố anh bước thêm một bước nữa chẳng phải chuyện tốt sao? Ji-won ca thán, nếu bố cô có thể tái hôn thì có lẽ ông đã không ra đi mãi mãi sớm như vậy. Ji-hyuk nghe xong đột nhiên tỉnh ngộ. Hai người trò chuyện đến khuya, cuối cùng ngủ quên trên bãi cỏ. Ngày hôm sau khi Ji-hyuk tỉnh dậy, Ji-won đã biến mất. May mắn thay, cả hai gặp lại nhau ở trường. Ji-won than thở với chú mèo về chàng trai kỳ lạ mình đã gặp ngày hôm đó. Hai người đã nói rất nhiều chuyện. Đã vậy cô còn ngủ ngáy bên cạnh ông chú khó ưa đó nữa. Nghe vậy Ji-hyuk không dám tiến lên chào hỏi. Sau đó anh thường xuyên đến đây nhìn Ji-won cho mèo hoang ăn. Có khi nhân lúc không có Ji-won ở đây, anh lại thay cô cho mèo ăn. Mùa đông nhanh chóng đến gần. Cả hai thường xuyên đến cùng một địa điểm. Ji-hyuk dần dần phải lòng cô gái có lòng thương người này. Anh lén lút làm nhà cho mèo con. Ji-hyuk vốn định nhân cơ hội này tỏ tình với Ji-won. Thế nhưng thói đời luôn trớ trêu như thế. Vì cứu chú mèo chạy ra giữa đường, Ji-hyuk đã gặp tai nạn. Vì vậy mà duyên phận giữa hai người kết thúc. Vài năm chớp mắt trôi qua, hai người gặp lại vào ngày đầu tiên Ji-hyuk nhậm chức. Ji-won xuất hiện trước mặt Ji-hyuk với tư cách nhân viên công ty. Ji-hyuk vẫn thích Ji-won như ngày nào. Anh thề sẽ nắm bắt cơ hội lần này để cưa đổ cô. Nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng thân mật của Ji-won và Min-hwan. Sau khi tái sinh, Ji-hyuk quyết định không hèn nhát nữa. Lần này nhất định phải cho Ji-won biết tấm chân tình của mình. Vì muốn ăn trộm bản kế hoạch của bạn thân mà người phụ nữ này mặt dày lao vào vòng tay của nhóm trưởng. Nhưng kế hoạch của Su-min vẫn chưa thành công. Ji-won đã phát hiện ra bí mật của Su-min. Ji-won không ngờ Su-min đang cố gắng bắt chước nét chữ của mình. Không chỉ thay mình viết thư từ chối lời tỏ tình của Eun-ho mà còn mắng đối phương trong thư. Đây không phải chữ của cậu sao? Nét chữ này rất giống của mình nhưng mình thật sự không biết đến sự tồn tại của lá thư này. Như vậy có nghĩa là Su-min đã bắt chước nét chữ của mình. Ji-won đột nhiên nổi trận lôi đình. Ji-hyuk lén lút mua cổ phiếu mà Ji-won đang theo. Ông nội anh đã phát hiện chuyện này. Cậu nói là Ron Rento đúng không? Cậu chắc chắn không có gì đặc biệt đúng không? Mặc dù giá cổ phiếu tăng vọt nhưng theo tin tình báo của chúng ta thì dự án này vẫn chưa chắc chắn. Đây cũng không phải công ty liên quan đến cậu Ji-hyuk. Ông nội biết Ji-hyuk không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Thấy anh vẫn chưa bán cổ phiếu ra, ông nội đột nhiên không hiểu Ji-hyuk đang nghĩ gì. Ông giao cho thư ký kiểm tra Ji-hyuk có đứng tên tài khoản nào không. Từ khi Ji-hyuk thay đổi phong cách trở nên đẹp trai lồng lộn, các đồng nghiệp nữ trong công ty đều hớn hở. Ji-won phát hiện chỉ có Hee-jae-on không thèm quan tâm. Điều này khiến Ji-won càng chắc chắn rằng hai người đang bí mật hẹn hò. Lúc này Su-min ngồi bên cạnh bỗng nhắc lại kỷ niệm với Ji-won. Xin mọi người hãy chăm sóc Ji-won nhà em. Mọi người không biết cậu ấy cần chăm sóc thế nào đâu. Em đã rất buồn khi Ji-won học đại học ở Seoul. Thế nhưng khi đó Ji-won không thể kết bạn với ai, chỉ có thể ngồi cả ngày trong thư viện. Em đành phải đi về giữa Busan với Seoul. Lời nói của Su-min khiến bầu không khí lập tức đóng băng. Hee-jae-on ngứa mắt cà khịa vài câu. Mỗi ngày đều đặn gặp Ji-won hay sao? Đến bạn trai còn không chăm chỉ như vậy. Cũng bởi vì chúng tôi là chị em tốt mà thôi. Đúng là tri kỷ có khác. Người như vậy hiếm lắm. Loại bạn bè như vậy phải hiếm chứ. Lúc này nhóm trưởng Kim bước vào. Thấy mấy người chỉ mải nói chuyện quên mất không làm việc, ông ta bắt đầu xả một bài ca. Ông còn ra lệnh chỉ đạo Ji-won xuống hầm để xe chuyển xe giúp ông. Sao vậy, tốt nghiệp đại học Hàn Quốc thì không thèm làm chuyện này à? Ji-won tức giận xuống hầm để xe. Cô chuẩn bị đá một phát thì lại sợ giày mình bị bẩn. Sau khi vào thang máy, Ji-won biết bạn thân đang đợi mình trước cửa thang máy. Vì muốn kiếm được chút an ủi từ mọi người nên cô phải nói ra chuyện, ngoài cô ra thì không ai thèm chơi với tôi sao? Mình đứng đây đợi cậu vì thấy lo cho cậu. Su-min ngoài miệng an ủi Ji-won nhưng trong lòng thì đang bày mưu tính kế.
Ji-won không muốn giao bản kế hoạch hộp đồ ăn nhanh cho Su-min. Su-min năn nỉ ỉ ôi cầu xin Ji-won cho cô tham gia cùng. Dù bị cử đi xuống nông trường cũng không sao, lần này mình nhất định phải lên làm nhân viên chính thức. Cậu cho mình tham gia nhé, mình sẽ cân nhắc. Lẽ nào cậu vẫn còn giận mình sao? Mình chỉ vô tình nói như vậy thôi. Nếu cậu có giận mình thì cậu phải nói ra chứ. Cậu cứ như thế này mình sẽ tổn thương đấy. Định mệnh của chúng ta là mãi mãi ở bên nhau cơ mà. Nếu được tham gia dự án này mình sẽ có thể lên làm nhân viên chính thức. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc ở Úc. Lúc này nhóm trưởng Kim bỗng xuất hiện phía sau. Ông ta nháy mắt ra hiệu với Su-min, sau đó Ji-won bị gọi vào phòng họp. Nhóm trưởng Kim dạy dỗ cô vì không cho ông ta xem bản đã chỉnh sửa. Đã vậy còn chưa báo cáo với ông ta chuyện lập đội mới. Xin lỗi anh, trước mắt tôi vẫn chưa sắp xếp đội nhóm ổn thỏa. Đương nhiên là không sắp xếp được rồi. Năng lực của cô chỉ đến thế mà thôi. Nhóm trưởng Kim chê bai Ji-won xong lại tự ý cho Su-min vào nhóm của cô. Ji-won vừa định vặn lại thì ông ta lập tức đuổi cô ra ngoài. Đã vậy ông ta còn tự viết tên mình lên dự án. Làm việc với một trợ lý quèn đúng là không cùng đẳng cấp, nhưng tôi vẫn sẵn lòng để cô tham gia dự án này. Vậy nên cô hãy ngậm cái miệng lại rồi mau chóng ra ngoài. Ji-won tức giận ra khỏi văn phòng. Cô không ngờ nếu không giao dự án này cho bạn thân thì sẽ bị nhóm trưởng Kim hớt tay trên một cách trắng trợn như vậy. Cô nhìn lại quá khứ bạn thân đang mỉm cười với cô. Khi Ji-won đang hoảng loạn, trưởng phòng Du bước đến mời cô ăn tối. Nhớ đến buổi hẹn với Eun-ho, Ji-won từ chối lời mời của anh. Sau khi tan làm, cô đến quán bar gặp Eun-ho. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ji-won hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi. Sau khi uống vài ly rượu, hai người bắt đầu trò chuyện về thời còn đi học. Eun-ho mang thư hồi đáp đến. Trong thư, Ji-won không chỉ từ chối lời tỏ tình của anh mà còn mắng anh một trận. Cô còn yêu cầu anh sau này đừng nói chuyện với mình. Đây không phải chữ của cậu sao? Đây rất giống nét chữ của mình nhưng thật sự không phải mình viết. Lúc này Ji-won mới nhận ra Su-min có thể bắt chước chữ viết của cô vô cùng chính xác. Cùng lúc đó Min-hwan không liên lạc được với bạn gái, chỉ có thể gọi điện thoại cho Su-min. Anh muốn hỏi xem Su-min có biết Ji-won đang ở đâu không? Vừa nãy Ji-won về rồi mà. Cậu ấy ăn diện đẹp lắm. Còn soi gương mấy lần lận. Em tưởng cậu ấy đi hẹn hò với anh mà. Lẽ nào không phải sao? Cái gì ăn diện đẹp lắm sao? Min-hwan à, anh phải giữ Ji-won cho kỹ chứ. Giữ cái gì mà giữ chứ, Ji-won có chạy đi mất được đâu. Dạo này cậu ấy thay đổi diện mạo như vậy cơ mà. Phụ nữ khó đoán lắm. Su-min còn cố ý nhắc đến mẹ Ji-won. Sau khi sinh Ji-won xong, bà ấy liền đi tìm người đàn ông khác. Đợi đã, mẹ Ji-won đã từng ngoại tình sao? Anh Min-hwan không biết chuyện này sao? Su-min nói xong lại tự bảo rằng mình nói nhầm. Lời giải thích mơ hồ của Su-min thành công khiến Min-hwan nảy sinh nghi ngờ. Chắc em bị điên thật rồi. Anh Min-hwan à, anh cứ giả vờ như không nghe thấy nhé. Đều là tại em lỡ lời. Ngoại tình không di chuyển đâu. Đây đâu phải vấn đề gì to tát đâu. Đương nhiên rồi. Chuyện này có là gì cơ chứ? Quả nhiên anh Min-hwan đúng là người đàn ông tốt. Dù sao em cũng sẽ tìm hiểu hôm nay Ji-won đi đâu làm gì rồi nói cho anh biết. Rất có thể Ji-won đang làm việc đó ạ. Ừ, có lẽ là vậy. Vậy nếu có gì thì em gọi lại cho anh sau nhé. Sau khi cúp điện thoại, Su-min cảm thấy mừng trong lòng. Su-min đã nghĩ tới viễn cảnh Ji-won bị xấu hổ. Người đàn ông nhìn thấy bạn gái trang điểm xinh đẹp ra ngoài giữa đêm khuya, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa. Trong lòng anh đột nhiên nghi ngờ cô. Em đi quyến rũ người đàn ông khác sao? Mặt em có gì đây? Em đỏ mặt sao? Min-hwan nắm chặt cổ tay Ji-won hỏi cô xem sau khi tan sở cô đi cùng ai. Ji-hyuk đi qua vô tình nhìn thấy cảnh này. Anh không chỉ đánh Min-hwan lộn nhào xuống đất còn bóp cổ anh ta khiến anh ta không thể cử động. Không lâu trước đó Ji-won phát hiện bạn thân bắt chước chữ viết của cô. Ji-won không biết nói gì. Dù biết Eun-ho vẫn còn thích mình nhưng Ji-won vẫn nói lời từ biệt với anh. Bây giờ cô đã có bạn trai. Eun-ho không ngạc nhiên mà hỏi Ji-won rằng bạn trai cô có phải người cao cao đeo gọng kính màu đen không? Thời trang của anh ấy còn hơi cổ điển. Thế nhưng anh ấy lại đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền. Lẽ nào là Ji-hyuk sao? Vì sao Eun-ho lại biết Ji-hyuk? Eun-ho bỗng nhắc tới khoảng thời gian trước khi họp lớp. Khi đó Ji-hyuk đã đến tìm Eun-ho bảo anh nhất định phải đến tham gia. Mình còn tưởng là bạn trai của cậu. Có vẻ anh ấy rất lo cho cậu. Lúc này Ji-hyuk lái xe ngang qua, tình cờ thấy hai người đang nói chuyện. Anh không thể không suy nghĩ linh tinh. Sau khi về nhà, Eun-ho không ngừng uống rượu giải sầu. Bạn anh cho rằng anh bị từ chối. Em không hề bị từ chối. Cho dù giờ đây Ji-won đã có bạn trai nhưng Eun-ho vẫn muốn cố gắng một lần. Phía bên kia trong đầu Ji-hyuk ngập tràn hình ảnh hai người mỉm cười rạng rỡ. Anh bỗng ghen tị đến mức muốn gọi cho Ji-won ngay lập tức. Nhưng sau một hồi do dự anh vẫn không gọi. Ji-won khó chịu vì uống rượu lúc đói bụng. Khi cô đi mua đồ trong quầy thuốc thấy Min-hwan gọi điện không ngừng. Cô không quan tâm thẳng tay tắt máy. Nhưng khi đi bộ một mình trên đường về, Ji-won luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Cuối cùng cô cũng an toàn chạy đến một công viên gần đó. Đột nhiên Min-hwan xuất hiện trước mặt cô. Trời ơi, giật hết cả mình. Em khủng hả, có gì mà hét toáng lên thế? Là anh sao? Em mong chờ là người đàn ông khác sao? Không phải như vậy. Anh đi theo em làm gì, gọi điện là được mà. Anh làm vậy để khiến em bất ngờ. Sao em không nghe điện thoại của anh? Min-hwan bắt đầu hỏi tại sao sau khi tan sở Ji-won lại trang điểm đánh son. Anh còn lại gần ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô. Em đi quyến rũ người đàn ông khác à? Trên mặt em có gì đây? Em đỏ mặt sao?
đúng là mẹ nào con ấy. Lời nói của Min Hwan khiến Ji Won cảm thấy bị xúc phạm. Cô tức giận hỏi anh có ý gì. Min Hwan bắt đầu giả ngu. Min Hwan nói rằng tất cả đều do hành động gần đây của Ji Won quá đáng ngờ. Cô không chỉ mua quần áo bình thường không hay mặc mà trên người còn có mùi hương lạ. Ji Won thầm nghĩ là nào là Su Min đã kể chuyện của mẹ mình cho Min Hwan. Min Hwan đột nhiên nắm lấy cổ tay Ji Won hỏi sau khi tan làm cô đã ở cùng ai. Ji Won vùng vẫy không muốn nói. Min Hwan hung dữ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ji Hyuk đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Anh lập tức ném Min Hwan ngã sóng xoài dưới đất. Thấy người đánh mình là Ji Hyuk, Min Hwan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hai người sau lưng tôi lén lút làm gì đó sao? Nghĩ đến những gì kiếp trước Min Hwan đã làm với Ji Won, Ji Hyuk vô cùng tức giận. Anh hận không thể chém Min Hwan thành trăm nghìn mảnh. Thấy vậy Ji Won vô cùng sợ hãi. Cô nhanh chóng ngăn trận chiến này lại. Min Hwan chạy được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Anh không hiểu tại sao mình phải chạy. Thằng chó Ji Hyuk đó. Thôi bỏ đi. Tại sao Ji Won không đi theo mình? Cô ta đúng là điên lắm rồi. Mẹ kiếp chết tiệt. Ji Won ngồi trên ghế cũng bất lực. Người đàn ông bỏ rơi cô lúc khó khăn lại chính là chồng cô ở kiếp trước. Ji Hyuk đưa ly nước cho Ji Won. Anh quan tâm hỏi cổ tay cô có bị thương không. Nhưng sao trưởng phòng lại ở đây? Tôi tình cờ có việc đi ngang qua đây. Việc gì thế ạ? Vì cô không trả lời điện thoại nên tôi mới đến đây. Ji Won hỏi Ji Hyuk tại sao anh lại lo lắng cho cô như vậy. Hơn nữa bây giờ đã tan làm rồi. Dù cô có xảy ra chuyện gì cũng không phải là chuyện liên quan đến trưởng phòng công ty. Tôi lo Park Min Hwan sẽ làm cô bị thương. Ji Hyuk cuối cùng đã dũng cảm một lần nói ra sự thật. Anh còn nhắc nhở Ji Won con người sẽ không thay đổi. Nếu đã làm sẽ tiếp tục làm. Ji Won biết Min Hwan có xu hướng bạo lực. Thế nhưng trước khi kết hôn cô mới biết chuyện này. Không ngờ trưởng phòng đã nhận ra điều này từ lâu. Min Hwan chưa từng đánh đập tôi. Anh ta vừa làm thế đấy. Cái này có gì đáng ngại đâu chứ. Cô đừng nói như thế. Không ai có quyền được động tay động chân với cô. Ji Won không để lộ thân phận người tái sinh của mình mà âm thầm bảo đối phương đừng xen vào chuyện này. Bản thân cô đã có cách đối phó hoàn hảo. Lúc này Su Min đột nhiên đi qua. Thấy Ji Won đang nói chuyện với trưởng phòng, cô ta đột nhiên cảm thấy mất mát. Dù sao cô cũng mang theo tâm trạng đến xem Ji Won và Min Hwan cãi nhau. Đúng lúc Su Min muốn nghe lén cuộc nói chuyện của hai người thì Min Hwan đột nhiên gọi điện cho cô. Tấm lòng của trưởng phòng khiến tôi không thoải mái. Cô biết tấm lòng của tôi sao? Với trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi rất ghét bị phản bội trong các mối quan hệ. Tôi đặc biệt cho rằng không nên phản bội bạn đời của mình. Chuyện đó tôi đã giải quyết rồi. Giải quyết sao? Ji Won không ngờ anh lại coi bạn gái như công việc kinh doanh. Hơn nữa người đó lại là bạn tốt của cô. Anh Ji Hyuk tồi tệ hơn tôi nghĩ đó. Hi Jae-on là người tôi vô cùng quý trọng. Ji Hyuk nhận ra Ji Won đã hiểu lầm. Anh nhanh chóng gọi điện cho em gái. Hi Jae-on à, nếu trong vòng 5 giây anh không nói anh muốn làm gì thì chiếc điện thoại này sẽ phát nổ. Nghe giọng cô ấy có giống bạn gái chút nào không? Hi Jae-on bị cúp điện thoại giữa chừng lập tức gọi lại. Cô muốn biết anh trai vừa rồi muốn phát điên cái gì? Hai người là anh em sao? Đúng rồi, Ju Hi Jae-on và Ju Ji Hyuk đó. Trời ơi, tôi thật sự xin lỗi. Xin anh hãy quên những gì tôi vừa nói. Tôi đã hiểu lầm hai người rồi. Không phải cô luôn hiểu lầm mọi thứ sao? Tôi thật sự rất thích cô. Nghe được lời tỏ tình chân thật của Ji Hyuk, Ji Won có chút kiêu hãnh. Thấy Ji Hyuk từ từ tiến lại gần mình, Ji Won bắt đầu quay cuồng. Khi hai người sắp môi chạm môi, Ji Hyuk đột nhiên ngã vào lòng Ji Won. Những ngày sau đó, Ji Hyuk liên tục nghĩ cách để Ji Won chia tay bạn trai. Tốt nhất hai người nên chia tay đi. Trưởng phòng đi quá giới hạn rồi nhỉ? Thấy Ji Won ngày càng tốt hơn, Su Min ghen tị đến phát điên. Su Min nhận ra Min Hwan là người đàn ông tử tế nhất trong số những người Ji Won hẹn hò. Vì vậy Su Min quyết định chủ động tấn công. Trên ô tô, người phụ nữ cố tình kéo váy mình lên. Cảnh này vô tình lọt vào mắt người yêu bạn thân. Từ khi Min Hwan bị trưởng phòng đánh trong một trận, anh uất ức ngồi bên lề đường đợi Su Min. Thấy bộ dạng đáng thương của Min Hwan, Su Min không chỉ cố tình trang điểm còn cẩn thận cởi hai cúc áo. Anh Min Hwan, anh bị thương sao? Trời ạ, anh đánh nhau với ai à? Sau đó hai người đến một nơi kín đáo. Bầu không khí đột nhiên vô cùng ám muội. Min Hwan không thể kiềm chế ngọn lửa trong lòng nữa nhưng Su Min lại đẩy anh ra. Không được đâu anh, em không thể có lỗi với Ji Won được. Dù sao đi chăng nữa em cũng không để anh làm vậy đâu. Không để đối phương được như ý, Su Min ngồi xuống tủi thân bật khóc. Min Hwan đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đừng khóc mà đồ ngốc. Làm sao chứ? Ji Won của chúng ta phải làm sao đây? Min Hwan nhẹ nhàng lau nước mắt cho Su Min. Anh còn ôm cô trong vòng tay vỗ về an ủi. Sau khi xong chuyện, Min Hwan đưa Su Min về nhà. Anh cũng xuống xe theo cô. Min Hwan đi theo đến tận cửa nhà Su Min. Su Min vừa vào lập tức đóng cửa. Cô còn nhắc nhở Min Hwan nên về nhà rồi. Min Hwan rõ ràng không nỡ rời đi. Anh khen chỗ Su Min ở quả thật rất đẹp. Khu nhà này đúng là đẹp thật đấy. Em thấy ở cùng anh rất tốt nhưng giữa chúng ta phức tạp quá nhỉ. Nói xong Su Min bước ra ngoài nói rằng hôm nay muốn thành thật một chút. Nghe đến đây Min Hwan lập tức nhắm mắt lại. Nhưng Su Min chỉ thơm lên má anh rồi vội vàng quay người về nhà. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về. Cùng lúc đó trưởng phòng ngất xỉu trong vòng tay Ji Won vì làm việc quá sức. Sau khi tỉnh dậy, Ji Hyuk liền hỏi thăm Ji Won còn đau bụng không, sau đó liền bảo bác sĩ kiểm tra cho cô. Ji Won hỏi tại sao anh biết cô bị đau bụng. Ji Hyuk giải thích cô đã chụp CT cách đây không lâu. Kết quả chỉ là viêm dạ dày thông thường. Em đã chụp công ty rồi sao?
em tiện thể nên chụp công ty thôi. Trời đất ơi, chụp chính trị mà tiện thể chụp sao? Nhưng tại sao trưởng phòng biết bụng tôi không ổn? Em hay uống thuốc ở công ty mà. Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, Ji Hyuk muốn Ji Won chấp nhận mình. Ji Hyuk nói thẳng mình là người tốt, ở bên anh là một lựa chọn không tồi. Anh ấy là người tốt nhưng mình có thể tin tưởng một ai đó lần nữa sao? Tôi có bạn trai rồi, hơn nữa tôi còn là cấp dưới của anh. Chuyện hôm nay khiến tôi thấy rất khó xử. Min Hwan chắc chắn sẽ để ý. Vậy thì để anh ta để ý nữa đi. Sau này mỗi khi anh ta làm vậy với em thì hãy cẩn thận hơn nữa nhé. Tôi thích em. Ji Hyuk lại tỏ tình với Ji Won lần nữa. Ji Hyuk còn bảo rằng mình sẽ không làm chuyện gì khiến Ji Won khó xử. Chỉ cần một câu của em là đủ. Chỉ cần em nói rằng em không thích tôi. Nhưng không phải bây giờ. Xin em hãy cân nhắc nhé. Để không khiến Ji Won thấy khó chịu, Ji Hyuk gọi hai chiếc taxi. Ji Won ngồi trong xe nhìn Ji Hyuk phía sau. Trong lòng cô bắt đầu thay đổi. Sau khi về nhà, trong lòng Ji Hyuk vô cùng dằn vặt. Anh sợ Ji Won thật sự sẽ từ chối mình. Hôm sau khi Ji Won đi làm thì gặp Eun Ho mang cà phê tới tận cửa. Cậu ra ngoài đợi mình nhé. Bây giờ đang tắc đường lắm. Cậu ở xa như vậy còn đến đưa cà phê cho mình. Cảm ơn cậu nhé. Thấy hai người vui vẻ, trong lòng Ji Hyuk càng thấy hoang mang. Tâm trí anh không còn ở chỗ làm. Vẻ mặt bí xị của anh bị Hee Jae-on nhìn thấy. Cấp báo hôm nay tâm trạng của trưởng phòng không tốt. Cẩn thận bị anh ấy nhắm đến đấy. Trước lời nhắc nhở của Hee Jae-on, trợ lý Giang tò mò không hiểu tại sao cô có thể nhìn ra. Vì hai người họ là anh em đấy. Nhưng họ thật sự không giống nhau chút nào cả. Nhìn thế nào cũng thấy không giống. Nghĩ đến đây, Ji Won không khỏi cong môi lên. Lúc này Su Min cũng đến chỗ làm. Vừa gặp nhau, Su Min đã hỏi tối qua Ji Won ngủ thế nào. Thấy tâm trạng Su Min rất tốt, Ji Won chắc chắn đã có chuyện tốt xảy ra. Min Hwan nhìn thấy Ji Won, ánh mắt bắt đầu né tránh. Ji Won lập tức nhận ra hai người có bí mật. Sao làm sao? Rõ ràng cô ta nhìn thấy mặt mình còn nghênh ngang như vậy. Vì vậy phụ nữ 3 ngày cần phải dạy dỗ một lần. Min Hwan chạy lên sân thượng than thở. Không ngờ những lời vừa rồi bị trưởng phòng nghe thấy. Ji Hyuk liền nhắc nhở công ty có quy định cấm yêu đương công sở. Cấm yêu đương sao? Thời đại nào rồi mà còn cấm với chẳng đoán? Chẳng phải lỗi thời quá rồi sao? Do lỗi thời quá nên lâu rồi không được thực hiện. Vậy nên rất nhiều người không biết nó tồn tại. Thế nhưng nó thật sự tồn tại. Không phải chứ. Nó tồn tại vì yêu đương công sở ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Giống như hành vi hôm nay của anh. Min Hwan lại hỏi tại sao tối qua Ji Hyuk lại đi theo bạn gái mình. Chẳng lẽ hai người có quan hệ mờ ám gì sao? Ji Hyuk giải thích phía sau con hẻm hôm qua có kho hậu cần của công ty. Anh vô tình đi kiểm tra thì nhìn thấy Ji Won đang bị uy hiếp. Chính vì vậy anh mới ra tay giúp đỡ. Min Hwan lập tức tuyên bố chủ quyền. Anh nói rằng đó là chuyện riêng của bọn họ. Ji Hyuk không có tư cách can thiệp. Nhưng Ji Hyuk lại ngang nhiên yêu cầu Min Hwan chia tay với Ji Won. Chia tay sao? Trưởng phòng hình như anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Vậy thì cứ cho rằng tôi thích cô Kang Ji Won đi. Bất luận thế nào anh cũng không được động tay động chân với cô ấy. Nói xong, Ji Hyuk nắm lấy cổ tay Min Hwan nhắc nhở anh ta. Anh không đánh cô ấy đúng không? Hả, cái gì cơ? Anh không đánh cô ấy đúng không? Chắc chắn là không rồi hả? Anh có thể không động tay động chân với cô ấy không? Đương nhiên là được rồi hả? Chuyện tối qua tôi không chấp anh nên tôi tha cho anh một mạng. Tôi hiểu rồi. Min Hwan bối rối không hiểu chuyện gì. Anh ta trốn vào một góc thì Ji Won đột nhiên tìm đến. Sao em đi mà không có tiếng động vậy? Em thật sự càng ngày càng khiến người khác khó chịu đấy. Ji Won vốn định vạch rõ ranh giới với Su Min. Nhưng lúc này nếu lỡ chia tay thì sẽ phá vỡ quy luật tái sinh. Như vậy sẽ thay đổi quan hệ giữa Min Hwan và Su Min. Lúc này Min Hwan chủ động xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng anh ta lại nói Ji Won cũng sai. Nếu em không làm quá lên thì sao tên khốn đó lại nhúng tay vào được? Anh không phải loại rác rưởi chuyên đánh phụ nữ đâu. Bạo lực là phạm tội đấy. Bạo lực với bạn trai là có tội đấy. Em ngốc đến mức anh phát điên mất. Lúc trước là vì em chịu đựng tính khí nóng nảy của anh nên anh mới nhịn thôi. Từ bây giờ anh phải dạy dỗ lại em mới được. Ji Won không ngờ cô thân mật với trưởng phòng như thế nhưng Min Hwan vẫn chưa đòi chia tay. Ji Won tò mò hỏi Min Hwan tối qua anh có về nhà không? Min Hwan không để lộ mối quan hệ với Su Min mà đang tính toán trong lòng. Nếu so sánh thì Ji Won thích hợp để kết hôn hơn. Ji Hyuk đang nhòm ngó đến Ji Won còn Ji Won chỉ nhìn mình thôi. Cùng lúc đó Ji Won né tránh ánh mắt của Min Hwan. Cô đoán chắc tối qua nhất định đã có chuyện tốt xảy ra. Ji Won rút thẻ ngân hàng ra bảo bạn trai đưa Su Min đi ăn nhà hàng. Ji Won phát hiện hai người đang lén lút hẹn hò sau lưng cô. Vì vậy cô dùng chút chiêu trò để hai người đến với nhau. Min Hwan cầu còn không được. Min Hwan đưa Su Min đến nhà hàng Tây cao cấp. Nhìn cách Min Hwan thuần thục gọi đồ ăn khiến Su Min vô cùng rung động. Anh ấy đúng là đàn ông tốt. Cô nàng này bị mình mê hoặc rồi đúng không? Không chỉ có hiểu biết nhiều mà còn là nhân viên của công ty tầm cỡ. Min Hwan là người đàn ông tử tế nhất Ji Won từng hẹn hò. Min Hwan cũng chú ý đến đối phương. Anh như mở cờ trong bụng. Chỉ với chút hành động nhỏ này mà cô nàng đã bị mê hoặc. Đặc điểm là có thể cảm nhận được hương vị của nó. Xin hỏi anh muốn dùng loại rượu nho nào ạ? Cho tôi loại cuối cùng. Cái loại mà có hương vị đặc trưng ấy. Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ. Min Hwan hỏi tối qua Su Min có ngủ ngon không? Su Min rõ ràng vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ nhưng lại nói dối rằng hôm qua mình không ngủ được. Sau đó cô hỏi ngược lại Min Hwan, sao anh có thể ngủ được chứ? Thực ra Min Hwan cũng ngủ không biết trời đất là gì. Hai kẻ khốn nạn như nhau cụng ly chúc mừng.
ánh mắt nhìn đối phương ngày càng trìu mến. Phía bên kia nhóm trưởng Kim mời hai người đi ăn riêng, vừa mở miệng đã hỏi họ có biết giám đốc Quang không. Ông ta chính là em họ xa của gã. Cái này phải cần tôi xem qua mới quyết định được sao? Ji-won nhớ lại tên cặn bã mình đã gặp trước đó. Nhóm trưởng Kim dựa vào quan hệ cướp mất dự án của Ji-won. Ji-won làm như trâu như ngựa để hoàn thành dự án, còn trưởng phòng Kim ngồi mát ăn bát vàng. Nhóm trưởng Kim còn quá đáng hơn nữa. Ông cảm thấy dự án hộp đồ ăn nhanh của Ji-won không thực tế. Dù sao cũng rất khó tìm được nhà hàng nấu ăn vừa ngon vừa nhanh. Vì vậy, ông ta định thay bao bì và vật liệu ban đầu. Sau đó tìm một đầu bếp nổi tiếng để xây dựng thương hiệu. Chỉ cần sử dụng kênh phân phối của công ty, thịt viên chỉ cần 3 phút là đóng gói được rồi. Nếu thêm đầu bếp nổi tiếng sẽ trở thành beefsteak cao cấp rồi. Không thể làm vậy được. Điều này trái ngược hoàn toàn với ý tưởng của Ji-won. Ý định ban đầu của cô là giúp những bà nội trợ nấu những món ăn ngon tại nhà. Đó là chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Lần này tôi muốn lên chức phó phòng. Như vậy Giang Ju-jan sẽ được lên làm nhóm trưởng. Chỉ như vậy thì cô mới có tương lai. Với cái chức này của cô, người ta bảo gì thì làm nấy đi. Cuối cùng Ji-won vẫn không chịu thỏa hiệp. Nhóm trưởng Kim định đuổi cô ra khỏi dự án. Nhóm trưởng, đây là dự án của tôi. Cô hề hước thật đấy. Sao có thể là dự án của cô được? Nó đúng ra phải là của công ty chứ. Tôi chấp nhận phát triển dự án, còn trợ lý Giang cùng mọi người đều có lợi. Vậy cương vị của trợ lý Giang thì sao? Cô càng Ji-won, chuyện này mọi người đều làm cùng nhau. Tại sao lại là một mình cô quyết định? Cô không muốn làm ở cái công ty này nữa sao? Từ hôm nay cô bị đuổi. Hãy bàn giao lại công việc cho trợ lý Giang và Su-min đi. Đợi Ji-won đi rồi, ông ta nói với trợ lý Giang rằng hãy thực hiện kế hoạch theo ban đầu. Giám đốc Wang sẽ giúp họ cùng thăng tiến. Hóa ra nhóm trưởng Kim chỉ tìm lý do để đuổi Ji-won ra ngoài. Ông muốn thêm tên giám đốc Wang vào danh sách. Dù trợ lý Giang cảm thấy không ổn, nhưng vì không muốn mất việc, cô vẫn âm thầm chịu đựng. Ji-won vừa về tới công ty đã nhận được một hóa đơn. Cô không ngờ Min Hwan tiêu hết 340.000 won cho một bữa ăn. Ji-won tức muốn ói máu, nhưng bữa ăn nay có thể đẩy nhanh quá trình yêu đương của đôi cẩu nam nữ kia. Vì vậy Ji-won đành chịu đựng. Ngay sau đó giám đốc Wang nộp bản kế hoạch lên cho trưởng phòng xem. Ông còn nói rằng đây là dự án do họ hàng xa của mình làm. Tôi đang viết một bản kế hoạch về hộp đồ ăn nhanh. Ji-hyuk nhớ Ji-won từng nhắc đến dự án này với mình. Ji-hyuk nói với giám đốc Wang rằng mình sẽ xem xét cẩn thận. Sau khi ra ngoài, anh gửi tin nhắn cho Ji-won. Dự án em nói ở sông Hàn tiến triển ra sao rồi? Ji-won trả lời cô vẫn đang cố gắng viết. Cô đã có biện pháp đối phó. Cô không muốn làm phiền trưởng phòng. Nhưng Ji-hyuk đoán được sự bướng bỉnh của Ji-won. Buổi tối Ji-hyuk hẹn Ji-won ra ngoài. Anh chuẩn bị dạy cô một số kỹ thuật phòng thân để phòng trường hợp cô bị người khác bắt nạt. Khi đó có thể đem ra sử dụng. Khi tới phòng tâm Taekwondo, Ji-won rất bất ngờ khi thấy những người ở đây quen mình. Chào chị dâu, chị vẫn đẹp như vậy nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau sao? Ji-hyuk lập tức nháy mắt ra hiệu. Cậu ấy chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là lại giả vờ quen biết. Chào chị, em là Kim Shin-u, cậu ấy là Cho Jong-seok. Chào hai người. Ji-hyuk không chỉ chuẩn bị trước hai đối tượng tập luyện, đến cả đồng phục anh cũng đã chuẩn bị cho cô. Ji-won học rất nhanh. Sau một số bài tập đơn giản, cô đã có thể hạ gục đối thủ. Thành công rồi. Chị thành công rực rỡ rồi. Tôi làm được rồi. Ji-hyuk đứng bên cạnh đột nhiên ghen tị. Anh bắt đầu tự mình dạy cô. Ji-won nhanh chóng phát hiện bộ môn này có thể giảm áp lực rất tốt. Cô biến bi thương phẫn nộ thành sức mạnh, thành công hạ gục Ji-hyuk. Được rồi, tôi làm được rồi. Mọi phiền não ban ngày đột nhiên biến mất. Ji-won nhìn Ji-hyuk nằm bên cạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng thời đại học. Ji-hyuk cương chiều xoa đầu Ji-won. Em làm tốt lắm. Ngày hôm sau, Ji-won vẫn đến công ty như thường ngày. Nhìn thấy nhóm trưởng Kim ngạo mạn như vậy, cô tràn đầy tự tin. Ji-won chắc chắn mình có thể khiến đối phương thất bại thê thảm. Sau khi tái sinh, Ji-won dùng ký ức của kiếp trước của mình khiến cấp trên bắt nạt mình thân bại danh liệt. Khi nói chuyện với Ji-hyuk, Ji-won cũng phát hiện thân phận người tái sinh của anh. Ji-won đưa bản kế hoạch sửa đổi cho nhóm trưởng Kim. Cô xin lỗi vì hành vi bốc đồng của mình ngày hôm qua. Không ngờ nhóm trưởng Kim cũng lấy ra một bản. Cái này là của tôi. Tôi đưa cho cô xem là vì cô cho rằng không ai có thể nghĩ ra ý tưởng như cô. Ji-won chợt không thấy tên mình trên đó. Sao cô không thấy tên mình trên đó nữa à? Đây chẳng phải lẽ thường tình sao? Vốn dĩ dự án này là của tôi, nhưng bây giờ những người tham gia dự án này đều có khả năng được thăng chức, thế nên nó không có tên cô. Ji-won không những không tức giận mà còn xin nhóm trưởng Kim cho mình cơ hội khác. Nhóm trưởng Kim không ngờ Ji-won lại biết điều như vậy. Vì vậy, ông ta bắt cô tổng hợp hai phần lại. Sau đó ông ta sẽ quyết định dựa trên biểu hiện của cô. Thấy cảnh này, Su-min cười thầm. Ji-won lại rất vui vẻ. Cô còn lấy bánh kem ươn ho gửi đến chia cho Hee-jae-on ăn cùng. Hee-jae-on vừa nếm một miếng lập tức cuồng luôn tiệm bánh ngọt này. Hee-jae-on không ngừng hỏi Ji-won mua ở đâu. Lúc này Eun Ho gọi điện thoại đến. Cậu nhận được bánh chưa? Mình đang ăn cùng đồng nghiệp. Ai có thể gửi chiếc bánh ngon tuyệt như vậy chứ? Chắc chắn là tình yêu rồi. Cô ấy nói gì thế? Ý là bánh ngon quá đấy. May quá không có ai chê là tốt rồi. Bánh mình tự làm đấy. Cậu cũng biết làm bánh sao? Mình sẽ đích thân làm bánh cho người mình thấy quan trọng. Cậu ăn đi nhé. Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn thật ngon. Ji-won nghe được cuộc trò chuyện ngọt ngào của hai người còn tưởng rằng hai người đang hẹn hò. Ji-won lập tức phủ nhận. Ji-won giải thích mình đã có bạn trai rồi. À ừ, em quên mất. Em chắc chắn anh ấy thích chị đấy.
Nếu không anh ấy không thể làm được chiếc bánh ngon vậy đâu. Ji-won đột nhiên không biết nói gì. Trong khi đó trước mặt trợ lý Jang Su-min nói bóng nói gió chuyện Ji-won quá ngay thẳng không biết linh hoạt. Sau khi làm trợ lý Jang vui vẻ, Su-min bắt đầu lôi kéo. Chúng ta cùng nhau giải quyết dự án này nhé. Su-min tưởng rằng mình có cơ hội thắng nhưng không biết Ji-won đã bắt đầu hành động. Cô sửa lại toàn bộ thông tin. Tất cả đều lấy danh nghĩa giám đốc Wang. Nhóm trưởng Kim đọc xong vui vẻ ký tên. Dù Ji-hyuk không hiểu tại sao Ji-won lại ngậm đắng nuốt cay nhưng anh vẫn ký tên vào dự án. Sau nhiều lần thông qua, cuối cùng dự án đã được quảng bá mạnh mẽ. Hơn nữa còn để giám đốc Wang làm người phát ngôn. Wang Hyung-in, tôi đã làm trong ngành thực phẩm 30 năm có lẽ. Tôi có thể lấy danh tính của bản thân để bảo đảm cho sản phẩm này. Nhờ có truyền thông đưa tin, giám đốc Wang cũng được tôn thờ. Anh ta cười hả hê trong phòng làm việc, thậm chí còn khen ngợi nhóm trưởng Kim vừa ngoan vừa đáng yêu. Là ai nghĩ đến việc dùng tên anh vậy? Ji-won nói nếu muốn nhanh chóng thu hút sự chú ý thì phải mời những người có sức ảnh hưởng. Cô cho rằng mời một chuyên gia đáng tin cậy tốt hơn là người nổi tiếng. Giám đốc Wang Hyung-in có lẽ sẽ mang lại cảm giác tin tưởng cho người dùng. Thế nhưng trưởng phòng Kim lại nhận phần công lao này về mình. Đương nhiên là em rồi. Anh vừa đẹp trai lại có năng lực. Đã vậy anh còn là đại diện của ừ. Cả hai không hề biết mình đã rơi vào bẫy của Ji-won. Ji-won dựa vào ký ức kiếp trước biết được khoảng thời gian này giám đốc Wang sẽ ra nước ngoài. Ông ta còn tức giận đánh tiếp viên trên máy bay. Hành khách trên máy bay đã vô tình lan truyền video dơ bẩn đó. Cuối cùng giám đốc Wang bị cắt chức. Em đang làm gì thế? Anh chưa tan làm sao? Bọn mình mua gà rán nè. Thấy hai người đã thành một cặp, Ji-won có hơi ngạc nhiên. Món gà rán chính là món Su-min thích. Bảo sao Min-hwan lại mua món này? Để khơi dậy sự ghen tị trong Su-min, Ji-won cố ý nhắc đến chuyện Su-min từng thích Min-hwan. Vừa ngồi bên cửa sổ vừa ngắm cảnh đêm ăn gà rán. Không khí tuyệt vời biết bao. Đúng nhỉ, tuyệt ghê. Gà rán cũng nhiều gấp đôi luôn. Thật sao, mình cũng muốn thử. Được thôi, hôm nay cậu có thể thử. Muộn rồi, mình phải đi đây. Ji-won cố tình kiếm cớ đi trước, tạo không gian lãng mạn cho hai người ở một mình. Ngày hôm sau, giám đốc Wang vừa lên máy bay thì nhận được điện thoại của Ji-won. Sau khi Ji-won giới thiệu bản thân xong, giám đốc Wang bắt đầu nổi giận. Sao cô biết được số điện thoại của tôi? Ông biết dự án hộp đồ ăn nhanh mà ông đang thực hiện vốn là của tôi. Tôi muốn khiếu nại vì các ông gạch tên tôi ra khỏi dự án. Mau cúp máy cho tôi. Sau khi cúp điện thoại xong, giám đốc Wang đột nhiên nổi giận. Thấy có người ngồi cạnh chỗ của mình, ông ta càng tức giận hơn. Ông ta chất vấn tiếp viên chuyện gì đã xảy ra. Đây vốn là chỗ ông đã đặt mà, có vấn đề gì vậy ạ? Cô không biết tôi là ai à? Tại sao ghế cạnh tôi lại có người? Cô giả điếc không thèm quan tâm lời tôi nói sao? Đúng là ngu hết chỗ nói mà. Khi nãy thì có một cô trợ lý vô danh nói rằng dự án của tôi do cô ta viết. Bây giờ còn có tiếp viên phớt lờ lời tôi nói. Nghĩ xem vì sao cô được trả tiền. Đây là việc cô nên làm sao? Giám đốc Wang ngồi xuống gọi điện thoại cho nhóm trưởng Kim. Ông trách nhóm trưởng Kim xử lý Kang Ji-won cho đàng hoàng. Cái gì cơ, cô ta là người làm mọi thứ á? Chẳng trách con nhỏ đó còn đòi báo cáo lên trên. Cái gì, cô ta dám gọi cho anh sao? Đúng rồi, cô ta khiếu nại không có tên mình trên dự án. Còn không mau xử lý con ngu đó đi. Con ất ơ dám làm tao bực cái mình. Sau khi xì mũi, giám đốc Wang ném khăn giấy xuống đất. Sau khi bị nhắc nhở, ông ta mất bình tĩnh lại ra tay đánh tiếp viên. Hàng loạt hành động của ông ta khiến người xung quanh phẫn nộ. Nữ tiếp viên bí mật gọi cảnh sát. Cảnh sát lập tức lên tận máy bay bắt giữ giám đốc Wang. Chuyện này cũng trở thành chủ đề nóng hổi. Trong ngày hôm đó, công ty lập tức đưa ra thông báo xin lỗi. Công ty cho biết sẽ thu hồi toàn bộ sản phẩm có in hình giám đốc Wang. Không những vậy, giám đốc Wang cũng sẽ bị cách chức. Câu nói cậu không xử lý triệt để Kang Ji-won, người viết dự án à, cũng được đăng lên mạng xã hội. Mọi người đều bất bình thay cho Ji-won. Ji-won trở thành người chiến thắng duy nhất trong cuộc chiến này. Dù dự án không có tên cô, nhưng sau rắc rối lần này, mọi người đều biết dự án này do cô thực hiện. Cảm giác lội ngược dòng khiến Ji-won rất hạnh phúc. Cô háo hức mở một bài hát của thần tượng. Ji-hyuk bất ngờ xuất hiện phía sau Ji-won. Trời ơi, giật cả cái mình. Xin lỗi em, tôi không định làm em sợ. Không sao đâu ạ. Ji-hyuk đến xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Công ty sẽ triệu tập hội đồng kỷ luật nhóm trưởng Kim với tội danh cướp dự án của Ji-won. Em vất vả rồi. Khi Ji-hyuk rời đi, Ji-won đột nhiên ngăn anh lại. Chiếc máy megapixel 3 của Ji-won vô tình rơi xuống đất. Ji-hyuk cúi xuống nhặt thì thấy Ji-won đang nghe nhạc của Ban Tuyển Sinh. Ji-hyuk nói anh cũng thích Ban Tuyển Sinh. Lẽ ra tôi phải nghe Dynamite mới hợp tâm trạng, nhưng tôi có tìm như thế nào cũng không tìm được. Tôi cũng thích Dynamite nhưng tôi thích nhất là Spring Day. Tôi cũng thích Spring Day. Hai người bày tỏ sở thích cá nhân, vô tình để lộ thân phận người tái sinh của mình. Ban Tuyển Sinh mới chỉ ra mắt năm nay. Những bài hát họ vừa mới kể được phát hành vào năm 2017 và năm 2020. Trên thực tế họ đang sống ở năm 2013. Người đàn ông để lộ trái tim nhỏ màu xanh trên ngực. Anh thú nhận sự tái sinh của mình không phải ngẫu nhiên. Ký ức bỗng ùa về trong tâm trí Ji-won. Tiền tiêu vặt bố thường cho cô đều sẽ vẽ một hình trái tim màu xanh lên trên nó. Tôi chính là tiền tiêu vặt mà bố em đã cho em. Hóa ra ở kiếp trước, sau khi Ji-won qua đời, Ji-hyuk là người đã đặt cho cốt của cô vào nhà tang lễ. Ji-hyuk chuẩn bị lái xe về nhà nhưng đột nhiên chiếc xe bị hỏng. Anh tuyệt vọng điên cuồng đập mạnh vào vô lăng. Đúng lúc Ji-hyuk đang hối hận thì một chiếc taxi xuất hiện trước mặt anh. Tài xế chính là bố của Ji-won, người đã qua đời nhiều năm trước. Chắc cậu vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Cháu thậm chí còn không biết nó có quý giá hay không. Thật ra chúng cháu chỉ là người qua đường mà thôi.
Trời ạ, sao cậu lại làm thế chứ? Đàn ông con trai phải mạnh dạn lên, đừng để đến khi đi chầu Diêm Vương mới thấy hối hận muộn màng. Ji Hyuk cũng hối hận vì không tỏ tình với Ji Won sớm hơn. Mặc dù Ji Hyuk biết kiếp trước mình có rất nhiều cơ hội nhưng lại tự lãng phí tất cả. Đến khi Ji Won đã ngỏm củ tỏi, Ji Hyuk mới cảm thấy vô cùng hối hận. Bố Ji Won thắc mắc nếu được làm lại từ đầu Ji Hyuk sẽ làm gì? Liệu cậu có thể kịp thời nắm bắt cơ hội không? Nghe thì có vẻ ngu ngốc nhưng cháu thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì. Nếu biết cái kết sẽ đáng như vậy, cháu nhất định sẽ bảo vệ người con gái cháu yêu. Thấy Ji Hyuk cũng khá đáng tin. Vậy nên sau khi Ji Hyuk đi chầu Diêm Vương, bố Ji Won đã để anh tái sinh cùng con gái ông. Lúc này Ji Won và Ji Hyuk đều biết đối phương được tái sinh sống mình. Ji Won nói cho Ji Hyuk nghe kế hoạch đỉnh của chóp mình xây nên. Ji Won nhất định phải mai mối để Min Hwan và Su Min đến với nhau. Nếu không làm như vậy, Ji Won sẽ phải bước lên lễ đường với Min Hwan. Sau đó cuộc đời của cô sẽ lại đầy bi thương như ở kiếp trước. Cô sẽ lại ung thư rồi bị chồng cùng bạn thân tiễn về nơi chín suối. Ji Hyuk không biết rõ chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với Ji Won. Anh chỉ biết cô phải chịu rất nhiều tủi nhục khi đi họp lớp. Mà chỉ sau khi tham dự tang lễ của Ji Won, Ji Hyuk mới biết chuyện này. Ji Won vô cùng thắc mắc của mình. Ji Hyuk nghe xong chỉ nói ra ba chữ rất đau lòng. Sau khi cô qua đời có rất nhiều người cảm thấy hối hận muộn màng. Ji Won biết rằng Ji Hyuk đang nói dối. Cô có thể tưởng tượng được tang lễ của mình như thế nào. Không có ai đau lòng cũng không có ai luyến tiếc. Ji Won tin rằng sau khi cô ngỏm củ tỏi, mọi người chỉ nghĩ hóa ra có một người như vậy tồn tại, nhưng giờ đây người đó đã không còn. Thấy cũng không còn sớm, Ji Hyuk liền mời Ji Won về nhà. Đến chú mèo trong nhà cũng rất thân với Ji Won. Thấy mèo và người hòa thuận như vậy, Ji Hyuk cũng ấm lòng nhẹ. Thế nhưng chỉ một giây sau, trong đầu Ji Hyuk bỗng hiện lên cảnh tượng vụ tai nạn xe hơi. Ji Hyuk nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ji Hyuk hỏi Ji Won rằng tại sao cô không chia tay Min Hwan? Tại sao cô không trốn đi một nơi khác? Ji Won nói cô đã từng thử chia tay với Min Hwan. Thế nhưng Min Hwan bạo lực đến phát sợ. Ji Won cũng từng nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng muốn chạy trốn thì nhất định phải có tài chính vững chắc. Hơn nữa sau khi tái sinh, chuyện đã xảy ra nhất định cũng sẽ xảy ra. Mặc cho cô có chạy trốn đến tận cùng thế giới thì mọi chuyện cũng không đổi. Sau đó Ji Won lấy một ví dụ điển hình. Trước khi tái sinh, trên tay cô có một vết sẹo do bị bỏng nước sôi. Nhưng sau khi tái sinh, trưởng phòng bị thương thay cô. Vì vậy vết sẹo này đã chuyển sang người anh. Đến hình dáng của vết sẹo cũng y hệt cái của Ji Won. Ji Hyuk nghe xong cũng phải rùng mình. Khi đó ly nước chỉ vô tình rơi xuống đất. Nếu Ji Hyuk không bị thương thì người bị thương sẽ là người khác. Ji Won nắm rất rõ nguyên tắc của việc tái sinh. Cô không thể giải quyết mọi chuyện bằng cách chạy trốn. Điều nên xảy ra cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Nhưng Ji Won có thể đổi số phận bất hạnh của mình cho người khác. Suy nghĩ của Ji Hyuk bỗng ngược dòng về kiếp trước. Sau khi giúp Ji Won tổ chức lễ tang, trên đường về Ji Hyuk gặp một người đàn ông bí ẩn. Ji Hyuk không kể chuyện này cho Ji Won. Anh chỉ nói mình bị tai nạn xe. Khi tỉnh lại, Ji Hyuk thấy bản thân đã tái sinh về 10 năm trước. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Ji Hyuk nhận được điện thoại từ cấp dưới. Ji Hyuk lập tức đi đến công ty. Sau khi giám đốc Wang bị cắt chức, phòng nhân sự tự ý thay người. Mọi người đều nhận ra giám đốc mới là người luôn đi bên cạnh chủ tịch. Đương nhiên Ji Hyuk vô cùng bất mãn khi thấy sự xuất hiện của người này. Ji Hyuk biết đây là ý đồ của ông nội anh. Anh biết ông gửi người này đến đây để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Tôi không ngờ cậu lại thích kiểu người này. À, tôi rất bất ngờ khi sở thích của cậu bình thường hơn tôi nghĩ. Cô ấy không phải người tầm thường. Có thể là như vậy. Nhưng dù sao cô ấy cũng đã hẹn hò 7 năm có lẽ. Vậy mà vẫn có quan hệ không đứng đắn với cấp trên. Hóa ra người này cũng biết chuyện đêm qua Ji Hyuk và Ji Won ở bên nhau. Anh ta thẳng thừng tuyên bố dự án hộp đồ ăn nhanh không còn thuộc về Ji Won nữa. Anh ta sẽ giao dự án này cho trợ lý Giang. Đương nhiên Ji Won vẫn có thể tham gia với tư cách thành viên. Ji Hyuk vô cùng không hài lòng với đề xuất này. Ji Hyuk đang định đẩy cửa bước ra thì đột nhiên khựng lại. Anh quay người lại nói với đối phương một câu. Nếu anh không sợ dư luận cũng không bị phụ nữ níu giữ bước chân người. Nếu anh có thể nhìn theo đánh giá khách quan thì có thể thấy Ji Won rất hợp với dự án này. Không những vậy, đêm qua giữa Ji Won và Ji Hyuk không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, Ji Hyuk tổ chức một cuộc họp. Anh bàn giao dự án túi nấu ăn nhanh cho trợ lý Giang. Nghe xong, các thành viên trong nhóm bao gồm Ji Won, Min Hwan và Su Min. Ji Won nghe xong rất thất vọng. Cô vội đuổi theo hỏi anh cho ra lẽ. Ji Hyuk nói trợ lý Giang là nắm chức nhóm trưởng. Vì vậy chuyện điều chỉnh, Ji Won hãy nói với trợ lý Giang. Chẳng phải cô muốn Park Min Hwan và Su Min mau chóng kết hôn hay sao? Để họ cùng một nhóm không phải dễ dàng hơn sao? Nhưng nếu như vậy thì một dự án sẽ có 3 trợ lý. Cô biết tôi có thể làm gì mà. Số cổ phiếu Ji Won mua sau khi tái sinh đột nhiên tăng giá mạnh mẽ. Ai mà có ngờ Ji Won vừa rời khỏi chỗ ngồi, bạn thân đã lén mở máy tính của cô. Su Min phát hiện Ji Won đang lén lút đầu tư cổ phiếu. Su Min nhìn vào số cổ phiếu Ji Won đã mua. Dù đã tăng gấp 7 lần nhưng Ji Won không bán đi. Tưởng rằng nó sẽ tăng tiếp nên Su Min cũng lén lút mua theo. Cuối cùng Su Min cũng thành công gia nhập vào dự án túi nấu đồ ăn nhanh. Su Min cho rằng cô sẽ nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của công ty. Min Hwan đặc biệt mua một chai sữa dâu để thưởng cho Su Min. Min Hwan bảo Su Min hãy làm tốt nhé. Nói không chừng Su Min có thể được thăng chức trước khi Jeon. Sao anh biết em thích uống sữa dâu vậy? Anh chỉ mua đồ anh thích thôi, ai mà biết em thích cái gì? Sở thích của chúng ta giống nhau đến vậy sao? Su Min uống một ngụm sữa dâu rồi đưa cho Min Hwan uống.
Dù Min Hwan rất vui nhưng vẫn phải chú ý hình tượng trong công ty. Min Hwan hứa đợi đến team building của công ty anh sẽ mang cho cô thêm vài chai nữa. Sau khi giao dự án của Ji Won cho người khác, Ji Hyuk lái xe đến bên sông Hàn. Đầu anh bắt đầu đau như búa bổ. Trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức của kiếp trước. Mỗi lần bố tôi cho tiền tiêu vặt đều sẽ vẽ một trái tim lên trên nó. Cậu thật sự sẽ nắm bắt cơ hội chứ? Dù sao chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Nếu kiếp trước có ngỏm củ tỏi thì kiếp này vẫn ngỏm củ tỏi. Sau khi tái sinh quy luật không thể thay đổi, Ji Hyuk hận rằng người bên cạnh Ji Won không phải là mình. Để kiếp này Ji Won có thể hạnh phúc, Ji Hyuk đến nhà hàng của Eun Ho. Cậu biết Dynamite không? Ý anh là phát minh đoạt giải Nobel sao? Vậy Spring Day thì sao? Theo tôi biết thì mùa xuân vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Ji Hyuk thấy Eun Ho chưa từng nghe những bài hát sẽ phát hành trong tương lai của ban tuyển sinh. Ji Hyuk đoán rằng Eun Ho không phải người tái sinh. Anh sẽ được sống cuộc đời suôn sẻ hạnh phúc khỏe mạnh. Chúc mừng anh. Eun Ho không hiểu Ji Hyuk đang nói gì. Nhìn Ji Hyuk uống say khướt đến khi đóng cửa. Cuối cùng Eun Ho gọi điện cho người đầu tiên trong danh sách liên lạc của Ji Hyuk. Hi Jae-on nhanh chóng chạy đến. Cô vừa mở miệng đã giải thích mình và Ji Hyuk không phải quan hệ đó. Chắc vì lần nào tôi cũng điên cuồng gọi cho anh ấy nên số tôi mới hiện lên đầu tiên. Đây là ông anh kiêm ông sếp đi khủng của tôi. Chính anh trai ruột của tôi đã loại tôi ra khỏi dự án. Đã vậy cả ngày nay tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Hóa ra sáng nay Ji Hyuk đã cố ý đưa Su Min vào tổ dự án túi nấu đồ ăn nhanh. Một tổ có quá nhiều thành viên khiến Hi Jae-on bị đuổi ra. Cái tên điên này. À không phải trưởng phòng bị làm sao vậy chứ? Eun Ho nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hi Jae-on đột nhiên lại nhớ đến lần trước gọi điện cho Ji Won. Những chiếc bánh xinh đẹp tuyệt vời này do ai gửi đến vậy? Đây gọi là tình yêu đó. Cái gì cơ? Nó có nghĩa là ngon lắm. Dậy đi ông anh nổi loạn của tôi ơi. Xin hỏi cô có quen Kang Ji Won không? Vua giờ nơi làm ra chiếc bánh phô mai với dòng sữa tươi mát từ những chú bò New Zealand vừa mới sinh xong. Quá đỉnh, những chiếc bánh đó thật sự rất ngon. Hai người đột nhiên có cảm giác họ đã gặp nhau quá muộn màng. Bên này Ji Won không can tâm nhìn vào bản kế hoạch mình đã viết. Cô lập tức gọi điện cho Ji Hyuk nhưng đối phương không trả lời. Điều này khiến cô suy nghĩ linh tinh. Ông nội phát hiện Ji Hyuk say rượu liền gọi anh đến phòng làm việc. Ông muốn anh dùng bữa với Jun ra phó chủ tịch hãng hàng không. Bởi vì cô đã xử lý vụ bê bối của giám đốc Wang rất tốt, không mang lại bất cứ tiêu cực nào cho công ty. Ngay từ đầu ông đã biết hai đứa không có ý gì với nhau rồi. Nhưng là lời hứa mà. Một bên đơn phương hủy bỏ là không phải phép. Đặc biệt là từ bên nhà trai. Vì vậy cháu cố gắng hết sức tỏ rõ thành ý của mình rồi giải quyết đi. Thấy Ji Hyuk không nói gì, ông lập tức đổi thái độ hỏi anh bao giờ đưa người mình thích về nhà. Ji Hyuk cho rằng ông không nên nhìn thấy Ji Won. Bây giờ cháu cảm thấy giống như ông. Ông mong cháu được hạnh phúc. Cháu cũng mong cô ấy được hạnh phúc. Ji Hyuk biết mình sắp ngỏm củ tỏi trong một tai nạn xe. Nếu đã không thể mang lại hạnh phúc cho Ji Hyuk, vậy thì anh quyết định sẽ âm thầm ở bên cô. Dù trong cuộc sống của Ji Won sẽ không có anh. Ji Won vừa đến công ty đã thấy đồng nghiệp đang bàn tán về cổ phiếu cô mua bỗng tăng vọt. Min Hwan đứng bên cạnh vô cùng hối hận vì anh ta đã bán nó từ 8 đời rồi. Min Hwan liền kéo Ji Won sang bên cạnh. Anh muốn hẹn cô tối nay đi ăn. Số tiền anh đưa cho em sau khi bán cổ phiếu Rolrento đang hot ấy. Chúng ta lấy tiền đó ra trả đi. Nếu vậy mình phải làm gì đó với Su Min trước khi kết hôn rồi. Nhưng mình phải tốn nhiều tiền đây. Ôi sao mình lại quên được chứ? Min Hwan nói muốn đi đến những nơi sang trọng nhưng chỉ là chiêu trò để moi được tiền của Ji Won mà thôi. Thấy Min Hwan muốn moi tiền mình, Ji Won bảo rằng mình đã lấy hết tiền đi mua bảo hiểm. Nếu bây giờ chấm dứt hợp đồng thì không thể lấy được một nửa số tiền đó. Nhưng nếu để 10 năm sau có thể tăng 10%. Này đồ ngu! Này em bị đần à? Em bị ma nhập à? Mấy bọn bán bảo hiểm toàn là lừa đảo thôi. Anh tưởng em thông minh lắm chứ? Hóa ra em lại ngu như vậy. Sau khi nổi giận, Min Hwan quyết định bán cổ phiếu TKU trong tay mình để hút máu. Ji Won biết công ty TKU sau này sẽ phá sản. Cổ phiếu của TKU sẽ giảm mạnh. Để thuyết phục Min Hwan không bán cổ phiếu, Ji Won nói rằng mình vẫn còn ít tiền tiết kiệm. Anh đừng bán, em sẽ cho anh vay. Hơn nữa hôm nay chúng ta không đi ăn tối nữa, để cuối tuần đi chỗ khác chơi, dù cả Su Min đi cùng nữa nhé. Cuối tuần ba người cùng nhau đi dã ngoại. Su Min vừa đến nơi đã hét lên khen phong cảnh ở đây quá tuyệt. Min Hwan còn phụ họa thêm, dự báo thời tiết nói trời hôm nay nhiều mây, nhưng vì đi chơi cùng em nên thời tiết đẹp thế này đấy. Em đúng là phù thủy thời tiết. Quả nhiên anh Min Hwan hiểu em ghê. Kang Ji Won, em đừng làm việc nghiêm túc vậy chứ. Em thắng được nhóm trưởng, em đuổi được giám đốc đi. Em muốn làm giám đốc đại diện của sao? Người trong công ty đều không ngừng nhắc Kang Ji Won. Trời ơi, anh Min Hwan thời đại này mà nói câu đó là tệ lắm đấy. Su Min à, uống bia giải khát đi. Thấy hai người càng yêu nhau, Ji Won càng mừng thầm trong lòng. Sau đó Ji Won còn bảo bạn thân nằm ở giữa. Ji Won nói rằng hai người rất quý giá đối với mình. Su Min là bạn tốt từ cấp 2 của cô. Còn Min Hwan đã hẹn hò với cô từ khi cô bắt đầu ra xã hội. Số phận của chúng ta đúng là khó tin mà. Đúng vậy, chúng ta là một gia đình mà. Hay em đưa cô ta ra ngoài hít thở không khí rồi đẩy cô ta một cái. Mình và cậu cùng anh Min Hwan cùng sống hạnh phúc bên nhau nhé. Vậy anh phải cố gắng chăm chỉ làm việc hơn rồi. Chỉ có như vậy mới khiến hai công chúa của anh hạnh phúc chứ. Kang Ji Won, em thấy sao? Cảm giác sở hữu Park Min Hwan thế nào? Trời ạ, sao thế, chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ. Hình là có bọ. Ở đây có bọ sao?
anh sẽ đuổi cho em. Hành động của Min Hwan đột nhiên khiến Ji Won nhớ về quá khứ. Lúc đầu cô cũng sợ bọ như vậy. Khi đó Min Hwan cũng bảo vệ cô trong vòng tay. Sau khi loại bỏ được con bọ, anh cũng sẽ quay lại an ủi cô không cần sợ. Thấy cô gái đang tập xe đạp phía trước, Ji Won nhớ rằng trước đây Min Hwan cũng từng dạy cô như vậy. Anh cũng hứa đợi cô biết đi xe đạp cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch. Để đôi mèo mả gà đồng này nhanh chóng kết hôn, Ji Won lấy cớ có việc rồi rời khỏi đó. Cô muốn hai người có không gian riêng. Thấy Min Hwan đang ở một mình, Su Min có tình chọc tay vào gai nhọn. Tiếng hét thất thanh của cô thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Anh Min Hwan ơi, hình như em bị gai đâm trúng rồi. Trời đất ơi, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Em đau lắm ạ. Dáng vẻ đáng thương của Su Min khiến trái tim Min Hwan lỡ một nhịp. Buổi tối hai người trò chuyện đến nửa đêm. Cảnh tượng này khiến Ji Won ở đằng xa bật khóc vì sung sướng. Trước đó không lâu, Ji Won tác hợp cho Su Min và Min Hwan lại gần nhau. Ji Won rời đi bỏ lại hai người trên thảm cỏ. Trong lòng Min Hwan hạnh phúc vô cùng. Quay đầu nhìn thấy có người đang đạp xe, Min Hwan liền hỏi Su Min có biết đi xe đạp không. Em hơi sợ nên chưa đi bao giờ. Có gì mà phải sợ chứ? Để anh dạy em. Chúng ta đi thôi. Quả nhiên Su Min cũng giống Ji Won. Cô cũng cảm động trước hành động này. Ai mà có ngờ đây chỉ là trò để Min Hwan đi tán gái mà thôi. Sau khi trốn thoát, Ji Won nhận được điện thoại của Eun Ho. Biết Eun Ho đang ở dưới cửa công ty, Ji Won vội vàng đi đến. Cái này tặng cậu. Ôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng không phải mình mới nên tặng hoa sao? Nghe nói cậu mới chuyển tới gần đây. Đúng rồi, rất chi là gần. Cậu nhất định phải ghé qua một lần nhé. Sau khi nhận điện thoại, Eun Ho liền rời đi. Thấy hai người cười cười nói nói. Mặc dù Ji Hyuk ghen đến phát điên nhưng vẫn lặng lẽ rời đi. Ji Won chủ động đến văn phòng của Ji Hyuk. Ji Won khoe với Ji Hyuk chuyện tốt cô vừa làm. Vì muốn Min Hwan và Su Min sớm hẹn hò nên Ji Won đã đưa họ đi dã ngoại. Giữa chừng Ji Won tìm cách đánh bài chuồn. Tưởng rằng đối phương sẽ khen ngợi mình nhưng không. Ji Hyuk nói rằng tới năm 2021 anh sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch công ty. Giám đốc Lee là người được ông nội sắp xếp để ở bên cạnh anh. Nói cách khác, giám đốc Lee sẽ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ji Hyuk cho đến khi anh thành công ngồi lên ghế chủ tịch. Ji Won đoán rằng giám đốc Lee sẽ từ chức. Ji Hyuk nói dù sao giám đốc Lee cũng không muốn nghe lệnh của người khác. Giám đốc Lee cũng là một người khó có thể kiểm soát. Đó là lý do tại sao Ji Hyuk không thể cho Ji Won làm nhóm trưởng dự án túi nấu đồ ăn nhanh. Tôi sẽ giúp cô bằng mọi giá. Chỉ cần cô cần thì cứ nói với tôi. Những lời này đã giải quyết được nỗi lo trong lòng Ji Won. Buổi tối Ji Hyuk lại đến gặp Eun Ho. Ji Hyuk muốn biết Eun Ho là người thế nào. Xem Eun Ho có phải tay chơi không. Có đủ tư cách để trở thành chỗ dựa vững chắc không. Để xem Eun Ho còn khao khát đến mức nào. Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi ở đây. Đừng làm chương trình ẩm thực nữa. Không cần phải thu hút phụ nữ nữa đâu, anh đủ năng lực kiếm tiền rồi. Dù Eun Ho không hiểu dụng ý của Ji Hyuk nhưng vẫn ân cần nhắc nhở anh uống ít thôi. Ai mà có ngờ Ji Hyuk uống nước khoáng. Tôi không uống rượu nữa đâu bởi tôi có chuyện phải làm. Ngày hôm sau, để nâng cao tinh thần làm việc trong phòng marketing, Ji Hyuk quyết định tổ chức team building. Vừa đến nơi, Su Min đã phàn nàn vì vị trí chỗ ở được xác định bằng trò chơi đi tìm kho báu. Su Min cảm thán mình không thể ngủ ở nơi thế này được. Hee Jae-on đột nhiên xuất hiện phía sau Su Min. Thật ra đây đều là kế hoạch của Hee Jae-on. Thế này vui hơn chỉ uống rượu tâm sự đúng không? Hơn nữa biết bao giờ mới có ngày đi tìm kho báu như vậy chứ? Để có thể ngủ trong xe di động sang trọng nhất đêm nay, mọi người chơi xé bảng tên trong rừng. Nhưng Min Hwan vừa ra trận đã thua. Mình toang rồi. Nếu mình nhớ không lầm thì Park Min Hwan giành được số 5 ngủ trong túi ngủ. Còn mình mãi mới tìm được số 4 rồi trốn đi. Ji Won nhớ lại chuyện kiếp trước. Khi đó Su Min có thể ngủ được ở xe di động số 1 là vì có quan hệ với nhóm trưởng Kim. Để lấy được xe di động số 1, Su Min kéo Ji Won vào một góc cố tình nghe lỏng cuộc nói chuyện của Hee Jae-on. Nghe thấy Hee Jae-on cố tình giấu số 1 ở dưới nước, Su Min liền hỏi Ji Won rằng Min Hwan có biết bơi không. Vô tình cách đó không xa có một con sông nhỏ. Su Min kết luận cột cờ bị giấu dưới nước. Cậu bị làm sao thế? Anh ấy là bạn trai cậu mà. Không phải vì chuyện đó. Vậy cho mình mượn bạn trai cậu nhé. Ji Won à, nếu muốn thứ gì thì phải dùng mọi thủ đoạn mà giành lấy. Mình chính là như vậy đấy. Ji Won một mình bước đi trên đường. Lời nói vừa rồi của bạn thân khiến cô có chút suy nghĩ. Hóa ra Su Min luôn là người dựa dẫm như vậy mới có thể đạt được mọi thứ. Chắc chắn Su Min sẽ đạt được mọi thứ vào năm 2023. Đột nhiên Ji Hyuk xuất hiện trước mặt Ji Won. Anh hỏi cô đã tìm thấy cột cờ số 1 chưa? Ji Won nói cột cờ bị giấu dưới sông. Cô hỏi anh có đồng ý giúp mình không? Ji Hyuk không do dự lập tức đồng ý. Không phải cái đó là chuyện khác. Ji Won hy vọng Ji Hyuk sẽ luôn duy trì quan hệ như vậy với mình. Đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của cô. Dù Ji Won biết Ji Hyuk có thể làm mọi thứ vì mình nhưng cô muốn dựa vào sức của bản thân. Trước khi truyền thông công bố Ji Hyuk là người thừa kế của anh luôn làm người chính trực. Tôi không muốn vì người như tôi mà anh thay đổi chính mình. Anh từng nói tôi là người có năng lực mà. Tôi thật sự có thể làm mọi thứ. Vậy nên từ giờ trở đi hãy được tôi sống là chính mình. Tính đến giờ người sống lại lần thứ hai chỉ có hai chúng ta thôi. Hãy để tôi có thể tâm sự với anh những chuyện không thể nói với người khác. Ji Won nói xong liền đưa tay ra. Cô hy vọng anh có thể đồng ý với mình. Ji Hyuk để lộ trái tim màu xanh trên ngực. Ji Hyuk biết mỗi lần bố cho Ji Won tiền tiêu vặt, ông đều sẽ vẽ một trái tim trên nó. Trước khi tái sinh, Ji Hyuk đã gặp được bố Ji Won.
Tôi là tiền tiêu vặt của bố cô cho cô, vì vậy cô có thể tùy tiện sử dụng tôi. Ji Hyuk thừa nhận chuyện này chính là vì muốn Ji Won có thể tin tưởng anh mà không cần do dự. Tiền tiêu vặt là thứ nhất định phải dùng sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện với tiền tiêu vặt mỗi ngày. Còn nữa, tôi hy vọng tiền tiêu vặt của tôi có thể hạnh phúc. Tiền tiêu vặt sau khi tái sinh không muốn làm gì khác sao? Ji Won à, trưởng phòng anh không muốn làm gì sao? Còn tôi muốn trở nên thật hạnh phúc. Tôi phải dựa sức mình để trở nên thật hạnh phúc. Bên này cuối cùng Su Min cũng đã tìm thấy Min Hwan. Nhìn thấy cảnh gai trước mắt, Su Min liền nghĩ ra mưu hèn kế bẩn. Su Min đột nhiên hét thật lớn để thu hút sự chú ý của Min Hwan. Anh Min Hwan ơi, hình như em bị gai đâm trúng rồi. Dứt lời, Su Min tự liếm sạch vết máu trên tay mình. Em nên bôi thuốc vào chứ. Chúng ta mau về chỗ cắm trại thôi. Không sao đâu, em bôi nước bọt là được. Sau khi tỏ vẻ yếu đuối, Su Min lập tức nói muốn nhờ Min Hwan xuống nước giúp mình lấy cột cờ số 1. Trên tay Su Min có một vết thương nhỏ, nhảy xuống nước sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Nhờ có lý do này, Su Min thành công thuyết phục Min Hwan. Ji Won cũng đến bên bờ sông. Thấy cột cờ trên vách đá bên kia, Ji Won do dự một hồi nhưng vẫn quyết định một mình xuống nước. Ji Hyuk vừa đi về nơi cắm trại thì nghe thấy em gái nói rằng con sông sâu hơn 2 mét. Hơn nữa nước còn chảy xiết. Lúc này Ji Won đã đến chỗ nước xoáy. Đột nhiên cô bị lún xuống dưới. Cả người Ji Won chìm trong nước. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Ji Hyuk từ đâu xuất hiện kéo Ji Won về chỗ nước nông. Cô bị điên à? Mùa này xuống nước mà không chuẩn bị gì. Cô không biết nước sâu bao nhiêu mà muốn xuống nước một mình. Trưởng phòng, tôi không sao, tôi rất ổn. Cô muốn gì cứ nói với tôi là được. Có gì khó khăn sao? Chỉ cần nhờ giúp đỡ là được, cần gì phải tự làm khó mình như vậy. Bởi vì tôi khác với Su Min. Bởi vì tôi không muốn trở thành một Su Min thứ hai. Tôi muốn dựa vào chính bản thân mình giành được mọi thứ. Thế mới đúng là Kang Ji Won. Ký ức bỗng ùa về trong tâm trí Ji Hyuk. Trưởng phòng, anh không có gì muốn làm sao? Anh đi thuyền bao giờ chưa? Kể từ khi bố tôi qua đời, mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình đang đi thuyền. Rõ ràng tôi đã đứng rất vững nhưng con thuyền vẫn cứ chênh vênh. Tôi rất bất an. Tôi muốn ổn định. Tôi muốn bước lên mặt đất. Quay về thực tại, Ji Hyuk nói với Ji Won rằng tôi muốn trở thành một mảnh đất vững chãi. Ji Won túm tóc nhưng không tạt tai tát tới tấp Su Min. Cô dí đầu bạn thân xuống đất rồi trà sát thật mạnh. Su Min chỉ biết ngồi dưới đất kêu đau. Ji Won đối xử thô bạo với Su Min như vậy chính là muốn để cô ta tối nay khóc lóc đi tìm Min Hwan. Hóa ra Ji Won đã lấy được cột cờ số 1. Điều này khiến Su Min chịu đau vô ích. Ji Won biết Su Min sẽ gây khó dễ cho mình. Vì vậy Ji Won quyết định đánh đòn phủ đầu. Cô muốn tối nay sẽ để Su Min ngủ trong lều trại số 4. Sau đó cố tình cho Min Hwan uống say. Như vậy hai người tự nhiên sẽ đến với nhau. Ji Won cố tình đến chỗ Su Min để lộ ra cột cờ số 1. Su Min quả nhiên đã bị lừa. Ji Won chạy đến chỗ không người cố tình giấu cột cờ trong áo. Kết quả Su Min tấn công từ phía sau nhưng cô ta lại bị Ji Won nắm tóc ngược lại. Cậu làm cái gì vậy, mau thả tóc mình ra. Ui, giật cả mình. Ji Won chút giận xong trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sau đó Ji Won hỏi thăm Su Min rằng cậu sẽ không tức giận chứ. Đây chính là may rủi của trò chơi đấy. Nếu ngay từ đầu cậu không nhào vào người mình thì đã không có chuyện gì rồi. Dù Su Min vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Nhưng vừa rồi chỉ là tưởng tượng của Ji Won. Thực ra Su Min túm tóc Ji Won từ đằng sau rồi vứt cô xuống đất. Cuối cùng Su Min nhanh chóng giật lấy cột cờ số 1 rồi ném cột cờ số 4 dưới đất. Cậu thật sự đã xuống nước à? Vậy nên mọi người mới khen ngợi Kang Ji Won là vì thế. Cậu mau đi tìm người ở cái lều đó đi, còn mình sẽ lấy xe di động đi nhé. Su Min tưởng rằng đối phương vẫn dễ bắt nạt như trước. Không ngờ Ji Won đột nhiên nắm lấy chân cô ta rồi đứng dậy. Xe di động ở trước mặt mình cơ mà, tại sao mình phải ở trong cái lều đó chứ? Nói xong hai người lao vào cấu xé nhau. Đến tối mọi người tập trung lại tám chuyện. Ji Won khoe mình lấy được cột cờ số 1, thành công lấy được xe di động sang chảnh nhất tối nay. Su Min ngồi phía dưới tức sôi máu. Sau đó Su Min đi tìm Ji Won rồi cố tình hất nước vào người cô. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Cậu ăn nói xả lơ cái gì vậy? Tại sao cậu không nhường tôi? Cậu định giả vờ như vậy bao lâu nữa? Hành động dạo gần đây của cậu khiến tôi có cảm giác mình là người xấu. Gần đây cậu rất khó chịu với tôi đấy. Đơn giản vì tôi không còn thích cậu nữa. Tôi cố gắng không thể hiện ra nhưng không được rồi. Tôi chỉ mới ghét cậu bởi cậu luôn than vãn rồi tỏ vẻ dễ thương. Đã vậy cậu còn tự ý xem những thứ của tôi là của cậu. Cậu tưởng đó là hay nhưng thật ra nó phiền kinh lên được. Cậu là người đồng ý để tôi làm như vậy mà. Bây giờ tôi xem chuyện đó là hiển nhiên thì sai sao? Cậu đã khiến tôi nghĩ như vậy mà giờ cậu lại thay đổi. Đúng, tôi luôn nhường cậu luôn để cậu than vãn. Thế nhưng giờ đây tôi không muốn làm thế nữa. Để kích thích con thú hoang trong Su Min, Ji Won nói mình sắp cưới Min Hwan, sắp có gia đình riêng. Vì vậy Ji Won vĩnh viễn không muốn dây dưa với Su Min nữa. Su Min nghe xong thì sốc đến tận óc. Mình làm như vậy Su Min chắc chắn muốn trừng phạt mình. Nếu cô ta cho rằng mình làm vậy với cô ta vì Park Min Hwan thì cô ta sẽ trừng phạt mình thế nào đây? Tôi thật sự không uống được nữa đâu. Ai lại làm thế, đã uống phải uống hết cốc chứ. U là trời, mau uống hết đi. Min Hwan đang uống rượu vô tình chạm phải ánh mắt của Su Min ở phía xa. Thấy Su Min đang vuốt ve vòng cổ mình, tặng Min Hwan biết ý làm theo. Em ở đây làm gì thế, em muốn nói gì với anh sao? Hai người tới một nơi vắng người ngồi tâm sự với nhau. Min Hwan thấy Su Min phiền lòng vốn định giải thích cho cô. Su Min liên tục vo ve vòng cổ anh tặng cô. Hành động này khơi dậy ngọn lửa dục vọng vô tận trong lòng Min Hwan. Em có muốn ngủ với anh không?
chúng ta ngủ với nhau xong thì có thay đổi gì không? Anh là bạn trai của Kang Ji-won còn em là tri kỷ của cô ấy. Có lẽ là do rượu nên bây giờ anh chỉ quan tâm đến người trước mặt thôi. Min Hwan dịu dàng đặt tay lên má đối phương. Su Min cố ý dựa vào tay đối phương. Lúc này đôi bên đều khó lòng nhịn được. Giây tiếp theo cả hai lao vào hôn nhau mãnh liệt. Kang Ji-won đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này không cầm được những giọt nước mắt sung sướng. Nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp rồi. Nhưng Ji Hyuk bỗng xuất hiện phía sau lấy tay che mắt Ji-won lại rồi đưa cô rời khỏi nơi đó. Ji-won đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Không ngờ kiếp trước hai người đó lại bên nhau sớm như vậy còn mình vẫn ngu ngốc bị lừa. Sau khi bình tĩnh lại, Ji-won nhắc đến chuyện kiếp trước Su Min từng được rất nhiều người quý mến. Người hòa đồng như Su Min tại sao lại chọn làm bạn thân của cô? Điều này khiến Ji-won vô cùng tự hào. Min Hwan cũng giống như vậy. Dù anh ta vừa đê tiện vừa háo sắc nhưng cũng có thể cho Ji-won một mái nhà. Tôi thật sự ngốc lắm đúng không? Mọi chuyện đều kết thúc cả rồi để hai người đó tự phát triển tiếp đi. Hôm nay cô chỉ cần nghĩ về một điều thôi. Kang Ji-won đã thắng bản thân mình cũng như tất cả mọi người. Ji Hyuk dịu dàng nắm lấy tay Ji-won muốn để cô cảm thấy thoải mái hơn. Ji-won đột nhiên phát hiện nếu chỉ mình cô tái sinh sẽ rất cô đơn. May mà có Ji Hyuk bên cạnh cô. Cuộc đời tôi như một quyển tiểu thuyết êm đềm được viết bằng tay thuận. Không lo lắng, không trắc trở, không xích mích, vô cùng thuận lợi. Vì vậy tôi rất vui vì có thể quay lại quá khứ. Tôi cũng rất vui khi có thể được nói chuyện với cô thế này. Đây là tập đỉnh cao nhất của bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Min Hwan nghĩ chỉ cần mặc quần vào thì không ai biết. Anh còn định kể quan hệ của hai người với Ji-won. Su Min nghe xong cũng phải ngơ ngác đến há hốc mồm. Dù sao cô ấy cũng sẽ không chia tay với anh. Ji-won biết rồi cũng chỉ đau lòng thôi mà. Hai người là bạn tốt mà không cần phải vậy đâu. Đến Su Min cũng phải cạn lời. Không ngờ Min Hwan là loại đàn ông đó. Điều khiến Su Min sốc hơn là Min Hwan muốn duy trì quan hệ mập mờ này với cô. Hôm sau Su Min đứng cách đó không xa nhìn hai người cưới nói mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Đột nhiên trợ lý Giang xuất hiện phía sau Su Min hỏi tối qua cô ta đi đâu. Su Min bịa bừa một lý do sau đó nắm tay trợ lý Giang mà phàn nàn. Tại sao chuyện tốt đẹp không đến với em nhỉ? Mọi chuyện xảy ra tại đây đối với em đều rất tệ. Em muốn ngủ trong xe di động hoặc lều sang trọng. Cô còn trẻ, cô còn rất nhiều cơ hội. Trong bữa ăn, Su Min đứng từ phía xa nhìn Ji-won và Min Hwan. Suốt thời gian đó Min Hwan không hề để ý đến cô ta. Su Min chỉ có thể đi bên cạnh trợ lý Giang. Ji-won cũng không hiểu tại sao Min Hwan lại đối xử như vậy với mình. Trên đường về, Ji-won càng nghĩ càng thấy không ổn. Thậm chí Ji-won còn đoán rằng Min Hwan có thể bị ổi hơn những gì cô nghĩ. Su Min ở bên cạnh cũng vô cùng lo lắng. Vừa về đến nhà, Su Min lại trút giận lên Ji-won. Su Min vứt bỏ toàn bộ ảnh chụp chung của hai người. Cuối cùng Su Min thề rằng sẽ chiếm lấy Min Hwan thành của riêng mình. Min Hwan đến phòng tập gym trong trạng thái vô cùng hăng máu. Anh còn khoe khoang thành tích chiến đấu với bạn thân. Không phải người đó là bạn thân người yêu cậu sao? Đúng rồi, nhưng tôi chỉ nói đúng một câu. Mùa thu đến rồi, không khí đêm nay thật tuyệt. Anh bạn thân hỏi rằng Min Hwan liệu có gánh vác nổi hậu quả không? Min Hwan đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó. Vừa đến công ty, Min Hwan đã bắt đầu như một con rùa rụt cổ. Nghe tin mình phải đi nghiên cứu thị trường cùng Su Min, Min Hwan càng tìm cách lảng tránh. Đương nhiên Ji-won không hề để ý đến chuyện này. Su Min bỏ đi để lại cho Ji-won một lá thư. Trên tấm bìa có dòng chữ mãi yêu. Trợ lý Giang ngồi bên cảm thán nhìn Su Min nghiêm túc như vậy, hy vọng lần này cô ấy có thể lên nhân viên chính thức. Ji-won không trả lời mà từ từ mở thư ra. Trong thư, Su Min xin lỗi vì đã phớt lờ cảm nhận của Ji-won. Su Min hy vọng Ji-won có thể cho cô một cơ hội thay đổi. Mình không thể sống thiếu cậu bởi đối với mình cậu rất quý giá. Mình sẽ im lặng cho đến khi cậu hết giận. Ji-won cảm thấy nuối tiếc thay Su Min. Nếu không phải cô đã biết kết cục thì có lẽ sau khi đọc lá thư này cô đã tha thứ cho Su Min. Ji Hyuk cầm thư lên đọc lập tức cảm thấy Su Min viết cũng khá hay. Cùng lúc đó Eun Ho đang làm việc đột nhiên nhớ đến Ji Hyuk say rượu tìm đến chỗ mình. Cậu mau tránh mặt đi dùng tôi cái. Tôi thật sự rất ghen tị với cậu. Sau khi uống say, Ji Hyuk bắt đầu kể cho Eun Ho nghe cuộc sống tẻ nhạt của mình. Mãi cho đến khi gặp được Ji-won, Ji Hyuk mới thấy cuộc đời mình có chút thú vị. Thế nhưng anh không xứng với tình yêu khó khăn lắm mới giành được đó. Tôi cảm thấy anh có tư cách hơn tôi bởi vì 10 năm sau anh vẫn còn sống. Eun Ho hiểu nhưng lại không hiểu. Suốt cả chuyến đi, Su Min và Min Hwan không nói với nhau câu nào. Su Min đột nhiên đảo mắt nhưng Min Hwan không để ý đến biểu cảm của cô. Min Hwan chỉ thấy hôm nay Su Min ăn mặc rất đẹp. Cả hai cùng nhau đến siêu thị khảo sát thị trường. Su Min vô tình làm dính nước sốt vào tay. Thấy ánh mắt của đối phương, Su Min giả vờ nếm mùi vị của nước sốt. Thật sự ngon lắm ạ, chắc sẽ bán chạy lắm đây. Trong khi làm việc tiếp theo, Su Min tận dụng mọi lúc thể hiện vẻ quyến rũ của mình. Chỉ một động tác đơn giản là buộc tóc cũng khiến Min Hwan không thể rời mắt. Thấy Su Min đến nhà kho mua nguyên liệu, Min Hwan lập tức hoàn thành xong việc trước mắt rồi lấy cớ đi việc sinh chạy mất. Min Hwan đến nhà kho thì thấy Su Min đang đứng bên cạnh ghi ghi chép chép. Min Hwan nhanh chóng đến hỏi Su Min ở đây làm gì. Anh xem dùm em cái này được không? Min Hwan vừa mở quyển sổ ra thì nội dung bên trong khiến anh phải ngượng chín mặt. Bây giờ em muốn làm gì vậy? Anh nghĩ sao về đề nghị của em? Đoạn sau đó không hay lắm, để tôi xem hộ cho nhé. Cả hai đang mây mưa trong nhà kho thì đột nhiên nhận được điện thoại. Sản phẩm do Min Hwan phụ trách vô tình đưa cho một ông cụ bị dị ứng hạt thông. Đã vậy bên trên sản phẩm còn không có cảnh báo dị ứng. Người nhà ông cụ đổ hết trách nhiệm lên đầu Min Hwan. Min Hwan đột nhiên nhớ ra Su Min đảm nhận công việc đến nhà kho lấy danh sách những chất dị ứng.
Cuối cùng hai người chỉ lo quấn quýt mới khiến ông cụ bị dị ứng. May mà hai người đưa ông cụ đến bệnh viện kịp thời. Cả hai thành thật xin lỗi người bị hại trên giường bệnh. Bệnh tình của ông lão khiến hai người hoảng sợ. Min Hwan nói dù làm gì cũng không thể bù đắp được sơ suất của chúng tôi, nhưng tôi vẫn phải thành thật xin lỗi. Cũng may ông cụ dễ tính nên không tính toán. Sau đó Min Hwan chủ động thanh toán viện phí còn đưa chút tiền bồi thường. Su Min cảm thấy Min Hwan không cần phải làm vậy. Min Hwan sợ công ty biết chuyện sẽ đuổi cả hai đi. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết là chuyện đơn giản nhất. Dù vậy nhưng hình như anh tốn nhiều tiền lắm. Không sao đâu Min Hwan, anh là ai chứ? Gần đây cổ phiếu của anh tăng cao lắm vì vậy. Min Hwan còn chưa kịp nói xong, tin tức giám đốc công ty TKU đã bỏ trốn ra nước ngoài được phát trên TV phía sau đã đập vào mắt anh. Điều này có nghĩa là tất cả cổ phiếu Min Hwan đã dồn tiền mua đều mất trắng. Ji-won nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy tin này. Hôm sau Min Hwan khóc lóc trong phòng nghỉ. Ji-won an ủi Min Hwan rằng nếu bây giờ bán hết đi thì sao? Bán thế đếch nào được? Đương nhiên anh đã đặt lệnh bán ra rồi nhưng mọi người đều bán ở mức giới hạn thấp nhất. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chỉ có thể ngừng giao dịch chấm dứt niêm yết chứ sao? Tại sao em lại hỏi chuyện này, em phiền vãi ra. Vậy anh không thể lấy được 10 won luôn sao? Anh nói với cô rằng tình trạng hiện tại nghiêm trọng hơn cô tưởng vì còn vay tín dụng. Tín dụng là cái gì thế ạ? Vậy giờ anh phải làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này đây? Trời ơi, anh nói với em có ý nghĩa gì chứ? Đúng lúc này Ji Won nhận được điện thoại của Ji Hyuk. Ji Won nói dối rằng trợ lý Giang tìm mình có việc rồi chuồn mất. Đồ ngu này, tín dụng bây giờ không phải là vấn đề vì tôi còn đi vay nặng lãi đây này. Thực ra Ji Won cũng biết Min Hwan còn đi vay nặng lãi, nhưng vì lòng tự trọng nên anh ta không nói cho cô biết. Min Hwan lập tức đi tìm Su Min để giải quyết nốt vấn đề. Đầu tiên Min Hwan bày tỏ tình cảm của mình với Su Min. Sau đó Min Hwan nói rằng mình sẽ sớm kết hôn với Ji Won. Nếu chúng ta có thời gian có lẽ anh sẽ yêu em đến mức không khống chế được. Nhưng số phận đã hãm phanh anh lại. Min Hwan dứt khoát nói lời chia tay với mối quan hệ mập mờ này. Anh hoàn toàn không nhìn thấy Su Min đã lật mặt thế nào. Vì vậy anh bảo em phải ngậm miệng lại sao? Em nói cái gì vậy Su Min? Em nhất định sẽ không nói đâu, anh không cần phải lo. Em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc thôi. Em đang nói cái quái gì vậy? Sau đó Min Hwan say khướt tìm đến chỗ Ji Won. Anh hỏi thật em có thích anh không? Đương nhiên là rất thích rồi. Cảm ơn em vì đã thích người như anh. Min Hwan nói rằng anh định năm sau sẽ kết hôn với Ji Won. Nhưng bây giờ anh mang nợ chồng chất. Tất cả những gì anh còn lại chỉ có sông Hàn mà thôi. Ji Won nghe là biết Min Hwan định xin tiền mình. Còn chưa đợi Ji Won trả lời, Min Hwan đã quan sát thấy sự do dự của cô. Sau đó Min Hwan cầm chai rượu lên nốc một hơi hết sạch. Em còn trẻ mà, em không vội kết hôn. Tiền mất đi rồi có thể kiếm lại được. Em không thể nói vậy được, em quá tuổi rồi. Em không nghĩ đến chuyện con cái sao? Anh nói anh không muốn có con mà. Đối với em, anh quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Cái đó cũng đúng, bởi anh là con trai duy nhất của đời thứ ba nhà họ Park. Sao anh có thể chỉ nghĩ cho bản thân được? Đúng là vậy, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Ji Won à, chúng ta kết hôn nhé. Dù anh không thể tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng như dự tính, nhưng ngày mai chúng ta sẽ là một gia đình tốt hơn hôm nay. Anh hứa với em. Cái gì cơ, gia đình sao? Tôi biết cô sẽ thấy yếu đuối khi tôi nhắc đến hai chữ gia đình mà. Định mặt dày ăn bám tôi cả đời mà nói chuyện như đấm vào tai thế này. Anh còn dám mở miệng nhắc đến gia đình sao? Min Hwan háo hức muốn nghe được câu trả lời của Ji Won. Min Hwan sợ rằng bây giờ mình trở thành tên vô sản thì Ji Won sẽ chê mình. Nhưng Ji Won không trả lời câu hỏi của Min Hwan. Trong lòng cô cảm thấy anh ta đúng là nực cười. Ji Won tâm sự với Ji Hyuk về chuyện này. Bây giờ Min Hwan không một xu dính túi nhưng vẫn muốn kết hôn với cô. Ji Won nhớ trong sinh nhật lần này của mình Min Hwan sẽ dùng số tiền bố mẹ đầu tư cho anh ta. Min Hwan hứa kiếm được tiền thì sẽ lấy Ji Won. Nhưng đáng tiếc là Min Hwan đầu tư thất bại còn cầu xin Ji Won giúp mình. Trước khi đến phòng tập taekwondo, Ji Won nhìn mảnh đất bên cạnh. Ji Won nhớ đến chú mèo hoang cô từng nuôi khi còn đi học. Ji Won nói với Ji Hyuk rằng cô thật sự rất muốn đưa chú mèo đó về, nhưng sợ rằng mình không thể chịu trách nhiệm đến cùng nên cảm thấy rất do dự. Sau đó chú mèo đột nhiên biến mất. Khi đó Ji Won thật sự rất hối hận. Ji Hyuk nói với Ji Won rằng năm đó anh vì cố gắng cứu chú mèo nên không may bị tai nạn xe. Chân anh bị thương buộc phải nghỉ học trước thời hạn. Ji Won nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Cô lập tức chạy đến nhà Ji Hyuk. Đúng là em rồi, bảo sao chị cảm thấy em rất quen thuộc. Không ngờ đúng là em thật. 2013-419 là mật khẩu nhà tôi. Sau này cô cứ thoải mái đến chơi. Thật sao vậy cũng được ạ. Bom à, sau này chị sẽ thường xuyên đến chơi với em nhé. Hai người vừa chơi với mèo vừa thảo luận kế hoạch tiếp theo. Ji Won nhớ rằng Min Hwan sẽ cầu hôn vào ngày sinh nhật cô. Dù khung cảnh rất tầm thường nhưng kiếp trước cô lại thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại Ji Won chỉ thấy buồn nôn. Tôi thật sự thấy ghê tởm khi nhìn những thứ kinh khủng đó. Đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi chị được tái sinh đấy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Đến ngày sinh nhật của Ji Won, Ji Hyuk dùng flycam ghép lại thành tựa để bài hát Ji Won yêu thích nhất. Ji Won đắm chìm trong hạnh phúc. Đột nhiên Min Hwan xuất hiện phía sau cô. Anh Min Hwan, những thứ này là... Đừng nói gì cả, anh chuẩn bị tất cả những thứ này là vì em. Công chúa của anh yêu em. Sau đó Min Hwan đeo nhẫn đính hôn cho Ji Won. Những người đứng sau nhiệt tình chúc mừng đôi tình nhân trẻ. Nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tôi sẽ làm mọi thứ vì cô. Kang Ji Won sẽ không nhận ra đây là kim cương giả đâu, đúng không?
Dù biết Ji-won cũng không dám vứt đi đâu, mình tuyệt đối không để hai người họ kết hôn đâu. Cô chắc chắn phải ngứa mắt lắm khi nhìn thấy tôi hạnh phúc nhỉ. Phải rồi, vậy nên xin cô hãy dùng mọi thủ đoạn để kết hôn với chồng tôi đi. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.